Hôm nay, chúng tôi hân hạnh được trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Kinh Lăng Nghiêm, 25 Pháp Môn Viên Thông, buổi giảng thứ 3, phần 1 trên 6 phần trong tiết mục giữa Thầy và Trò, được giảng bằng tiếng Anh vào ngày 6 tháng 4 năm 2019 tại Đài Loan, còn được biết là Formosa. Có người mới hôm nay không à? Hay chỉ đổi hàng ngồi thôi hả? Tốt, tốt. Quý vị khỏe không? Rất khỏe ạ, thưa sư phụ. Chào, kính chào sư phụ. Chào quý vị. Kính chào sư phụ. Quý vị khỏe không? Đôi khi gặp quý vị thật sự vui. Vì quý vị là những người ghiền. Ghiền sư phụ phải không? Lúc nào cũng đến bất kể thời gian. Hôm nay thức ăn có ngon không? Dạ rất ngon ạ. Tôi gửi họ một thông điệp, tôi nói quý vị nấu nhiều món hơn một chút và hôm nay có rất nhiều món. Nhưng quý vị có thích không? Dạ có. Tôi nói quý vị không đến thường xuyên. Hãy làm nhiều món hơn một chút, phòng khi quý vị không thích món này thì có thể có món kia. Đãi quý vị như vua, vua có rất nhiều thức ăn. Nhưng quý vị còn sướng hơn vua, không ai ăn trước quý vị cả. Vua cần phải có ai đó nếm, phòng khi thức ăn bị bỏ độc. Thật ra không hợp lý rằng vua muốn giết ai đó chỉ vì bản thân. Lỡ như thức ăn có thuốc độc, thì người đó sẽ chết. Nhưng thật ra, tôi nghĩ đây chỉ là một kiểu phòng ngừa. Vì nếu người ta đã biết có ai đó nếm trước khi vua ăn, họ sẽ không bỏ thuốc độc vào đó. Vậy chỉ hữu dụng theo cách đó thôi. Cái này hôm nay hợp với y phục của tôi. Thật ra, khi thức ăn ngon, mặc dù không đói, không đói lắm, quý vị vẫn có thể ăn. Nhưng nếu thức ăn không ngon, cho dù quý vị đói, nó cũng không giúp quý vị ăn ngon miệng hơn. Nhưng quý vị thích thức ăn chứ? Dạ, thích ạ. Không kim chi thuần chay. Nhưng được chứ? Dạ, rất ngon ạ. Rất ngon à. Hôm nay tôi cảm thấy khỏe. Hôm nay tôi thậm chí ăn sáng nữa. Thường thì không thể ăn. Tôi phải chờ rất lâu cho đến khi ăn được một chút. Thông thường, họ mang bữa sáng. Họ mang cho tôi mỗi ngày một lần vào giờ ăn sáng. Nhưng tôi không bao giờ có thể ăn ngon vào lúc sáng sớm. Nhưng hôm nay thì ngon. Tôi không có ý đi ra ngoài ăn. Chỉ đi ra ngoài mang giỏ thức ăn vào trong rồi tôi thấy, ồ, món mới. Thử một chút. Nếm ngon, không tệ lắm. Thông thường tôi không ăn nhiều vào buổi sáng, có lẽ cháo thuần chay dễ nuốt hơn, nhưng vẫn không ngon nếu họ không có gì đó ăn kèm. Nếu món ăn kèm không ngon, tôi chỉ dùng một ít tahu ki hay một ít dưa chua cay. Đôi khi không thể ăn, nếu không thể ăn món gì khác, thì tôi dùng mì cay đại hàng thuần chay, rất ngon. Chỉ để làm dịu dạ dày, để làm loãng axit chua bên trong. Và sau đó tiếp tục sống. Anh vẫn còn say sinh tố chứ? Thỉnh thoảng hả? Chỉ thỉnh thoảng thôi à? Dạ. Anh gian lận à? Tôi giới thiệu anh là cái máy say. À, chúng ta có xu hướng nhớ những gì chúng ta từng ăn khi còn nhỏ. Thật khó bỏ.
Quý vị bỏ từ từ. Nếu muốn ăn thức ăn sống nhưng không thể, thì ăn sống trước. Món quý vị thích thì ít nhất quý vị có khoảng 70-80% thức ăn sống và phần còn lại quý vị thưởng thức. Nhưng sau khi đã ăn no trái cây và thức ăn sống thì thức ăn khác không còn quyến rũ nữa. Và vì đã gần như no rồi nên không ăn nhiều thức ăn nấu chín đó nữa. Tùy quý vị thôi, ăn gì cũng được. Anh ăn sống à? Họ cũng có khu vực dành cho người chỉ ăn trái cây. Người chỉ ăn trái cây, có ai nào giơ tay lên? Bao lâu rồi? Tôi có thử trước đây, nhưng không bền. Không được lâu. Dù thế nào, chúng ta vẫn cần ăn gì đó. Phật cũng nói vậy đâu đó trong kinh này. Tôi có thấy nhưng quên là ở đoạn nào, có lẽ ngày nào đó tôi sẽ tìm thấy. Đức Phật nói ngay cả tỳ kheo cũng cần ăn để sống, bởi vì chúng ta cần tạo một chút nhân duyên để sinh tồn. Nhưng đừng tạo nhân duyên phiền phức lớn. Thế thôi, chỉ cần đơn giản theo trung đạo. Đó là bài giảng rất lớn, phải không? Rất triết lý và sâu sắc, uyên thâm, xuống đến tận đây. Được rồi, bây giờ chúng ta nói về Đức Phật. Chúng ta nên thật sự cảm ơn các vị minh sư, chư tăng ni, học giả quá khứ, những người đã dành thời gian để ghi chép lại lời dạy của Đức Phật sau khi vị minh sư nhập Niết Bàn, và cả những người trong quá khứ và hiện tại, cư sĩ hoặc chư tăng ni, những vị thật sự tận tâm, hy sinh thời gian và sức khỏe quý báu của họ hoặc trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào để dịch kinh điển, để tôi có thể đọc cho quý vị. Chúng ta phải cảm ơn họ. Chúc họ được ban phước mãi mãi bởi tất cả chư Phật quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúc họ công đức vô lượng, mong họ được giải thoát mãi mãi. Cảm ơn quý vị. Theo các tín đồ và truyền thống Phật giáo, thì khi đọc kinh này kia là phải thắp hương, dâng hoa, lễ bái cuốn kinh trước, kính cẩn cảm tạ chư Phật và Bồ Tát mười phương, rồi mới đọc. Rồi cũng phải phủ khăn lụa thuần chay hay là miếng vải đẹp lên cuốn kinh đó, nhưng tôi làm theo cách bình dị hơn, dễ dàng và đơn giản hơn. Xin tất cả chư Phật thứ lỗi cho. Tôi nói nếu tôi có làm gì không đúng theo truyền thống, nhưng tâm tôi vẫn hết lòng tôn kính. Có điều tôi không thể làm vậy hoài được, cho nên tất cả tội lỗi, bất cứ điều gì tôi làm sai, tôi xin nhận lãnh tất cả, để ít ra khi người khác họ nghe tới danh hiệu của chư Phật thì họ cũng được lợi ích theo như kinh điển đã nói. Hôm qua chúng ta đã đọc xong Pháp Thiện thứ 10. Hôm nay chúng ta tiếp tục với Pháp thứ 11, Xá Lợi Phất, là một trong 10 đệ tử lỗi lạc nhất của Đức Phật. Xá Lợi Phất liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ với chân Phật và thưa với Phật rằng: từ nhiều kiếp xa xôi cho đến nay, tâm trí và cảnh giới mà con thấy đã thành tịnh. Ồ, tưởng tượng coi, tất cả họ đều nhớ nhiều kiếp canh ba quá khứ, không chỉ như vài kiếp cuối hay thời vua Càn Long, mà là vô số ức kiếp quá khứ, vô số năm. Nhiều thế giới hiện hữu rồi mất, mà họ vẫn nhớ. Do đó, con đã thọ sinh nhiều như các sông Hằng. Lại nữa, bất khả tư nghì, đối với muôn sự biến hóa của Pháp thế gian và Pháp xuất thế gian, con chỉ nhìn một lần là thông suốt, không ngăn ngại.
Quý vị hiểu không? Tất cả họ đều đã tu hành lâu, lâu, lâu lắm rồi. Xá Lợi Phất tiếp tục. Có lần con đã gặp anh em Ca Diếp trên đường và đi theo họ. Họ nói về thuyết nhân duyên và con ngộ được tánh vô biên của tâm. Con theo Phật xuất gia. Cái thấy biết của con trở nên sáng suốt viên mãn. Con đạt được tánh vô úy và trở thành A-la-hán, là một trong những đại đệ tử của Đức Phật. Con sinh ra từ miệng của Phật và hóa sinh từ Pháp. Chỉ là một cách nói, có nghĩa là Đức Phật giảng Pháp và do ông lắng nghe Pháp mà trở nên khai ngộ. Nhưng đó là cách diễn tả sự việc. Miệng của Phật không phải là chỗ cho quý vị nhảy ra từ đó. Ý tôi là, tôi nghĩ cách đó không được tôn kính lắm, nhưng có lẽ thời đó nói như vậy mới là tôn kính, nghĩa là tất cả đều thanh tịnh và tất cả đều từ Pháp, đều từ giáo lý, thế thôi. Nhưng cách họ giải thích sự việc, đôi khi tôi thật sự không hài lòng hoặc không hiểu lắm, nhưng họ miêu tả Đức Phật, mắt Ngài như đôi mắt của bò, chân Ngài như sư tử, và pháp tướng Ngài hay gì khác đều là mấy đặc tính của loài vật. Họ miêu tả Đức Phật như những đặc tính rất quan trọng thuộc phàm thân vĩ đại của Ngài. Nhưng khi gom tất cả với nhau, quý vị thậm chí không biết đó là loài vật gì nữa. Tôi đã đọc lâu lắm rồi, nhưng không thích, nên không muốn nhớ. Vì họ nói chân Phật trông giống con nai và miệng Ngài như sư tử hay gì đó, ý tôi là bất cứ loài vật nào mà có thể nghĩ đến, họ đặt các bộ phận với nhau để miêu tả Đức Phật. Tôi biết chỉ là tượng trưng để nói với mọi người rằng Ngài đầy quyền năng và cao quý như sư tử, như voi, như thế này, thế nọ và thế kia. Nhưng tất cả bộ phận của loài vật như các bộ phận phụ được gom lại với nhau, làm sao quý vị có thể tưởng tượng Đức Phật trông giống như cái gì? Và tôi không thích. Vậy nên tôi đã nói rất lâu về trước, khi lần đầu ra thuyết pháp cho thính chúng người Đài Loan Formosa, tôi nói, bất cứ ai miêu tả Đức Phật như vậy, họ phải là kẻ thù của Phật, làm Ngài trông xấu đi. Bởi vì trước đây chúng ta không có máy quay và tranh vẽ, và không phải ai cũng có tài để vẽ Đức Phật, để mang bức tranh về quê hương cho mọi người xem. Như ngày nay quý vị đến từ khắp thế giới, không phải tất cả đều có thể vẽ tôi. Nếu chúng ta không có máy ảnh hoặc máy quay phim, quý vị sẽ không thể vẽ hình tôi được. Không phải ai cũng có tài. Ồ, làm ơn đừng. Bởi vì nếu quý vị không có tài, thì xin đừng làm vậy. Có lẽ mũi tôi dài đến tai và miệng tôi dài đến ngực, ai mà biết tài của quý vị mang lại điều gì chứ? Vì vậy, thời xưa tương tự như thế, có người đã cố gắng rất nhiều để miêu tả hình ảnh Đức Phật cho người nào đó không có cơ hội ít thân đến gặp Đức Thế Tôn. Cho nên họ đã rất cố gắng và phóng đại, biết không, theo cách người Ấn Độ làm đó. Chỉ là họ thương Ngài vô vàn, nên họ đã cố dùng bất cứ gì tốt nhất, những loài vật có ý nghĩa nhất để miêu tả Ngài. Nhưng rồi khi gom lại tất cả với nhau, mình không thể hình dung Đức Phật giống như thế nào nữa. Quả thật giống như một loài vật rất kỳ lạ. Có lẽ tôi sẽ tìm thấy và rồi tôi sẽ kể cho quý vị nghe tất cả bộ phận phụ mà họ tạo thành Đức Phật. Trời ơi! Và thậm chí còn viết xuống cho các thế hệ sau này tưởng tượng. Cảm tạ Thượng Đế, bây giờ chúng ta có máy ảnh, nhưng mặc dù vậy, một số người chụp ảnh tử tế và lịch sự họ làm cho tôi trông đẹp. Tôi không biết, còn một số khác chỉ thử bấm nút mới hôm qua thôi. Cũng giống như tôi không biết nhiều về iPhone, rồi họ vẫn chụp ảnh hay quay băng hình, và tôi không thể nhận ra chính mình. Tôi nói, tôi trông xấu thế sao? Vậy, nếu có người mới đến, họ không biết tìm sư phụ ở đâu, bởi vì một tấm ảnh
trông rất đẹp và trẻ, và tấm ảnh khác trông rất xấu và già, lại còn bị méo mó nữa. Trước đây, tôi đã kể một chuyện cười, nhớ không? Có người đến hỏi tôi, sư phụ Thanh Hải xinh đẹp đó ở đâu? Tôi cũng tự hỏi vậy. Hoặc người khác đến hỏi, ngài Thanh Hải vô thượng sư ở đâu? Tôi trả lời, tôi đây. Và họ nói, không, ngài đó trông xấu hơn. Được rồi, chúng ta tiếp tục. Xá Lợi Phất nói, Phật hỏi về viên thông. Vì con đã được ấn chứng với nó, để cho tâm trí và tánh thấy phát ra ánh sáng, và để cho ánh sáng đạt đến tri thức tột cùng, nên tánh thấy là pháp cao nhất. Vậy tôi nghĩ họ chỉ thiền ánh sáng thiên đàng nội tại, hiểu không? Chưa có ai tu pháp môn Quán Âm, vẫn chưa. Đức Phật chỉ giảng đạo và họ chỉ thiền theo phương pháp nào đó mà họ đã từng thiền trước đây. Đức Phật chỉ bảo họ, được, các ông tập trung vào cái này cái kia, vào hơi thở hay vào bất cứ gì. Đức Phật chưa dạy họ pháp môn Quán Âm. Ồ, quý vị hẳn may mắn lắm nhỉ? Nhảy vào, lên tàu, ngay lập tức, không cần vé. Không phải xây nhà, không có bài khảo Malariba, không gì cả. Chúng con có sư phụ đại lượng nhất, một số là như vậy. Thậm chí không thể chịu nổi một bài khảo, bị khảo bởi vì họ có vấn đề, không phải vì tôi muốn khảo họ. Họ có vấn đề, và tôi kiểm tra, và họ không thích. Loại này không bao giờ có thể đi đến đâu, không thể tiến bộ. Có lẽ tối đa chỉ là cảnh giới thứ ba. Đa số người chỉ tối đa, tu hành chăm chỉ, khổ hạnh, và mọi điều. Cảnh giới thứ ba là tối đa. Và những người quá nhạy cảm với ngã chấp của họ, mang ngã chấp đi khắp nơi sẽ không bao giờ đi đến đâu. Chỉ là tạo ra rất nhiều việc cho sư phụ và cho chính họ trong kiếp này. Vì nếu không tiến bộ, quý vị cũng có vấn đề trong đời sống của mình, rồi đổ lỗi cho sư phụ không giúp quý vị, đổ lỗi cho hoàn cảnh làm cho quý vị tồi tệ, đổ lỗi cho những người khác, thậm chí đổ lỗi cho Thượng Đế. Quý vị không hướng nội, không làm sạch chính mình. Đó là vấn đề. Nếu muốn học tiếng Anh với thầy giáo giỏi nhất đi nữa, thì quý vị cũng cần làm bài tập của mình chứ hả? Khi về nhà, quý vị phải làm bất cứ điều gì mà sư phụ dạy và thực hành, và tiếp tục thực hành mỗi ngày. Quý vị không thể không làm gì cả rồi nói cái gì? Thật ra tôi muốn kể chuyện cười là thế này. Có người đến học với thầy giáo tiếng Anh giỏi nhất, và chuyện gì xảy ra? Anh đó không học được gì hết. Sau nhiều tháng, thầy giáo cho làm bài thi, ai ai cũng đậu ngoại trừ người đó. Và thầy giáo nói, tại sao em không thi đậu như những người khác? Tại sao em không đậu? Em không nói được câu nào, em không viết được chữ nào bằng tiếng Anh. Thầy giáo lại nói, tại sao em không thể viết, đọc và nói? Người đó nói, nếu có thể, thì em đã không đến đây học với thầy. Quý vị biết, giống như hú là hấp. Nói tiếng Anh ngay bây giờ. Nếu có thể nói, đọc và viết, thì em sẽ không đến học với thầy. Đây là vấn đề. Nghe thấy buồn cười và phi lý, phải không? Nhưng đây là những gì con người làm. Đó là những gì họ nghĩ và đó là cách họ hành xử. Ngay cả trong số những người gọi là đệ tử của tôi ở đây, họ có chân nhưng họ không muốn đi. Và rồi sư phụ cần bồng bế họ hoài hoài. Quý vị không nên như vậy, chân quý vị sẽ bị hư đấy. Có lần tôi nằm bệnh viện, có một bà lão nằm giường bên. Bà là người Ý, và họ không để bà đi ra ngoài hay gì cả. Và vì tôi không thể cử động, lúc đó tôi không thể cử động, và khi cử động thì chỗ nào cũng đau. Vì vậy bác sĩ nghĩ tôi cũng có vấn đề về dây thần kinh. Họ để tôi ở cùng khu, trong khi xét nghiệm.
Dù sao, mỗi ngày bà ấy gọi tên tôi, bà ấy bắt tôi làm này làm nọ, dù sao tôi cũng đã giúp bà, bởi vì tôi nghĩ bà ấy là người khuyết tật. Bà ấy không thể leo ra ngoài, không thể làm gì cả. Tôi không biết có phải vì tôi rất tốt với mọi người không mà bà ấy nhờ tôi làm này, làm nọ cho bà, và tôi không biết bà có thể dùng khăn, bà có thể dùng áo tắm của tôi không, vân vân. Tôi chỉ đưa hết cho bà, dù gì cũng không quan trọng bằng không. Bà ấy cứ nói liên hồi, nhưng không buồn cười như mình nghe bây giờ đâu. Nếu đi xuống đánh răng, bà không bao giờ đóng vòi nước. Nếu mà bà đánh răng, thí dụ vậy, họ giúp bà ấy đi xuống và bà đánh răng, rồi họ đặt bà ấy vào giường, bà không bao giờ đóng vòi nước. Tôi phải đi đóng vòi lại, thí dụ vậy. Vì vậy, tôi bảo bà phải đóng vòi nước. Bà ấy nói được một tiếng Pháp và tôi nói được một nửa tiếng Ý. Nửa câu. Chúng tôi cũng hiểu nhau được. Nhất là tôi hiểu bà ấy. Tôi không cần ngôn ngữ để hiểu bà. Bà ấy chỉ đòi hỏi đủ mọi thứ. Muốn nói chuyện với mình mặc dù quý vị không hiểu, bà ấy vẫn cứ nói. Gọi tên của quý vị cho đến khi quý vị phải đứng dậy hoặc nói chuyện với bà, hoặc đi ra khỏi phòng. Vậy người phụ nữ này cả ngày nằm trên giường, ăn uống hoặc nói chuyện với chính mình, hoặc nói vào tai tôi, bất cứ gì, và thỉnh thoảng rung chuông chỉ để làm phiền mấy cô y tá. Tất cả họ đều ghét bà. Họ không muốn liên quan gì đến bà. Vì vậy, bà ấy rung chuông hoài, nhưng y tá không đến. Và tôi phải làm bất cứ gì bà muốn, vân vân. Và tôi nghĩ bà ấy là người khuyết tật, không thể đi. Nên tôi đã giúp bà rất nhiều trong hoàn cảnh của tôi, bất cứ gì tôi có thể làm. Bây giờ, người phụ nữ này rất đặc biệt. Bà ấy nói được tiếng Pháp, tiếng Ý một cách hoàn hảo. Đôi khi vì bà ấy có thể diễn đạt rất chính xác, tôi ngạc nhiên. Và đôi khi tôi không thể cúi người để nhặt đồ vật. Và nếu đánh rơi vài thứ, thì tôi dùng ngón chân. Tôi dùng ngón chân để nhặt đồ từ sàn nhà. Và bà ấy nhìn và nói, ồ, phi thường. À, tưởng tượng xem, bà ấy có thể diễn đạt như vậy. Tôi không biết vấn đề là gì. Tôi không rành về chuyện này. Cho nên tôi tiếp tục giúp đỡ. Và rồi bà ấy có rất nhiều bạn bè và người nhà đến hoài hoài. Và họ chỉ đứng sừng sững trước mặt bà và nói liên hồi rồi đi mất. Có một ngày, cậu con trai đến. Con trai của bà thậm chí là bác sĩ. Nên anh nói tiếng Pháp rất giỏi. Tôi nghĩ, mình phải nói chuyện với anh ta một ngày nào đó. Có lẽ anh ấy làm việc ở xa nên không đến mỗi ngày. Chỉ vào ngày hôm đó anh ấy đến, tôi nói với anh biết không? Anh có nhiều thân nhân người Pháp đến đây, gặp mẹ anh, nhưng lúc nào bà cũng trên chiếc giường này. Tốt hơn là anh nên bảo họ, mỗi lần họ đến, chỉ cần đỡ hai bên cánh tay bà và để bà đi bộ xung quanh bệnh viện. Chứ nếu cứ tiếp tục như thế này, chàng bà sẽ mất khả năng, mất cơ bắp để đi bộ. Vậy từ đó trở đi họ đã làm thế. Ồ, cảm tạ Thượng Đế, tôi rất mừng mỗi khi họ đến, bởi vì họ đưa bà ra ngoài. Và tôi không còn phải nghe đài phát thanh của bà cả ngày nữa. Nhưng việc đó cũng tốt cho bà. Tôi không nghĩ cho tôi. Tôi nghĩ cho bà. Vì tôi thấy các cô y tá đưa bà ra khỏi giường để họ có thể dọn giường và thay giường. Tôi thấy bà có thể đi bộ với họ nên tôi bảo anh ấy như thế và từ đó trở đi. Họ đến và không chỉ nói liên hồi mà còn đưa bà đi dạo trong hành lang khắp nơi. Thậm chí bà có thể đi bộ. Bà ấy cũng không cần đi bộ. Bà ấy chỉ thích thôi. Một ngày tôi thử bà ấy chạy ngay đến chỗ tôi. Nếu cho bà một vài thứ mà bà ấy ưa thích, ồ, bà sẽ chạy đến chỗ quý vị, không vấn đề gì cả. Từ đó trở đi, họ cứ làm như thế. Một số người không phải là người khuyết tật mà chỉ không muốn làm việc. Còn quý vị thì phải làm, nhé. Đó là nhiệm vụ của quý vị đối với chính mình và năm đời dòng họ, cũng như đối với thế giới. Hãy là anh hùng, nhé. Hãy là anh hùng. Dựa vào chính mình và giúp tha nhân. Không chỉ luôn luôn nương tựa vào sư phụ. Giả sử nếu là em bé thì mẹ cho mình uống sữa và thức ăn lỏng. Nhưng khi đã trưởng thành, quý vị nhai. Và quý vị học đi bộ, học nói. Và rồi quý vị có thể học trở nên hữu ích trong xã hội. Đó là việc chúng ta nên làm, nhé. Thành ra, chúng ta phải giữ phẩm giá
làm công việc của mình. Bất cứ việc gì phải làm hoàn hảo, ráng sức làm cho hoàn hảo, và tu hành thì ráng tối đa. Đừng viện cớ để làm mình chậm lại và gây rắc rối cho bản thân và cho người khác. Quý vị trưởng thành rồi, lớn rồi, ngay cả trẻ em cũng tu hành giỏi. Rồi, nên bây giờ đó là điều ông nghĩ. Sau khi ông tập trung vào lời giảng của Đức Phật, vào những thời xa xưa đó hoặc nhiều kiếp Khanh Ba trước, và với hai vị tăng khác này, trên đường đi, thì ông thấy ánh sáng thiên đàng nội tại. Có lẽ khi tập trung ông thấy ánh sáng thiên đàng nội tại, nên ông nghĩ rằng tánh biết, nghĩa là lắng nghe giáo lý, thì ông có tri thức về tu hành. Và rồi tánh thấy bên trong. Quý vị hiểu không? Tánh biết và tánh thấy là pháp cao nhất. Tánh biết, bởi vì Đức Phật đã dạy ông những điều này nhiều kiếp trước rồi. Ông đã gặp những người bạn thiện tri thức chỉ bảo ông, còn về mặt trí huệ, ông đã hiểu biết, ông đã hiểu tu hành rồi. Và tánh thấy, nghĩa là có lẽ lúc đó, những người bạn tu hành này chỉ bảo ông tập trung để nhìn vào bên trong. Và Đức Phật lúc đó cũng có lẽ đã dạy ông cách thiền và thấy từ mắt bên trong. Cho nên ông nói đó là pháp tốt nhất. Học hỏi lý thuyết và nhịn bên trong là pháp tốt nhất. Bây giờ chúng ta có vị kế tiếp, Phổ Hiền Bồ Tát. Đó là danh hiệu của Ngài. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chân Phật và thưa với Phật rằng, con từng làm Pháp Vương Tử với chư Như Lai nhiều như cát sông Hằng. Thế mà vẫn chưa thành Phật sao? Với rất nhiều chư Phật, học từ bao nhiêu vị, có gì không đúng đây? Tôi muốn biết có gì không đúng. Chư Như Lai có nghĩa là nhiều của mười phương. Bảo đệ tử của các ngài, những ai có căn tánh Bồ Tát tu hành Phổ Hiền là pháp được đặt từ danh hiệu của con. Chà, nhân vật quan trọng đây, tên ngài là Phổ Hiền, và nhiều hạnh đã được đặt tên từ ngài. Thưa Thế Tôn, nghĩa là Đức Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni lúc bấy giờ, con dùng tâm trí để nghe và phân biệt mọi tri kiến của chúng sinh. Trong những cõi khác, nhiều cõi xa xôi, nhiều như cát sông Hằng, nếu có bất cứ chúng sinh nào phát khởi hạnh Phổ Hiền, con lập tức cưỡi voi sáo ngà và phân thân thành trăm ngàn hóa thân, không phải nhục thân nhưng có thể hiện hữu ở nhiều nơi cùng một lúc. Phân thân đi đến những nơi đó, dù nghiệp chướng của họ có thể quá sâu nặng tới nỗi họ không thấy con cũng âm thầm xoa đỉnh đầu họ, bảo vệ, an ủi và giúp họ thành tựu. Thành tựu trong tu hành Phổ Hiền có hai loại hạnh. Lý do Đức Phật đặt tên là các chư Phật khác, vô số Phật đã đặt tên cho nhiều hạnh và dạy các hạnh cho đệ tử trong thời của họ, là nhờ Ngài đã dạy hạnh Phổ Hiền đặc biệt này. Tôi phải nói quý vị biết, bằng không quý vị không hiểu, vì đây là thể nghiệm riêng của tôi. Có những hạnh xứng đáng để làm người hoặc làm thánh và hiền nhân trên thế gian này hoặc trong thế giới bóng, nhưng có những hạnh mà ở bên trên cõi này, ý tôi là bên trên thế giới vật chất, chưa phải là thế giới bóng. Vậy Phổ thuộc vũ trụ, nghĩa là để vũ trụ chấp nhận quý vị là một người xứng đáng.
là một vị thánh xứng đáng thì còn có những hạnh khác nữa. Quý vị không thể chỉ tu tập được tôi không trộm cắp, không sát sinh, không nói dối, không tà dâm, không dùng chất gây nghiện, thì quý vị là một người xứng đáng trong toàn vũ trụ. Không đâu, còn có những hạnh khác mà quý vị không thể thực hiện bằng những phương tiện vật chất. Quý vị đạt được các hạnh đó qua tu thiền. Khi lên cao hơn, quý vị đạt được nhiều sự xứng đáng hơn, có những lực lượng xứng đáng và nhiều lực lượng khác mà không được đặt tên hoặc không được tu tập ở thế giới này. Ví dụ như, tôi đến nhiều cõi giới khác nhau. Bây giờ không thể đếm được nữa, mỗi ngày tôi đi qua hơn 20 cõi và tôi không có thời gian viết xuống nữa. Tôi đã không ngó ngàng tới tài khoản tâm linh của tôi. Một thời gian lâu lắm rồi, ý tôi nói không lâu, có lẽ ít nhất là vài tuần nay. Sau khi tôi bế quan lần cuối, nó nhảy lên quá nhanh, mỗi ngày hơn 20, 29 và thậm chí đôi khi 30, 31 cõi tâm linh mới. Thông thường nếu chỉ là vài cõi, tôi luôn luôn ghi lại dù muộn thế nào, dù mệt thế nào. Tôi luôn luôn ghi lại những cõi mà tôi đã đi qua và củng cố lực lượng mà tôi có. Nhưng mấy ngày nay, không có cơ hội, không có thời giờ. Vậy mỗi ngày, cho dù tôi có thời gian để lật trang nhật ký của mình, tôi sẽ nói, hôm nay 29 cõi mới, và hôm qua có lẽ 28, và rồi ngày hôm sau 30, ngày khác, chỉ viết trên đầu trang, thế thôi. Và thỉnh thoảng, nếu tôi có thể một chút thời gian, hoặc ngay cả nếu quan tâm tôi viết xuống bao nhiêu công đức tâm linh, SMP, điểm công đức tâm linh, nhiều như vô số cát sông Hằng. Thấy đó, dạo này nhật ký của tôi trống trơn, chỉ có vài con số trên đầu trang. Tôi hy vọng có lẽ ngày mai hoặc ngày mốt, tôi sẽ có cơ hội ghi lại, nhưng ít nhất đã 10 ngày trôi qua mà nhật ký trống trơn, toàn là những con số 25, còn tùy vào tôi bận như thế nào, 25, 24, 29 trong nhật ký, và thậm chí không phải là tôi đang bế quan. Tôi chỉ tọa thiền vào ban đêm, khi nào có thể hoặc ban ngày, và nó nhảy lên quá nhanh như thế. Vì một lần, họ báo cáo với tôi rằng nếu tôi muốn nhiều cõi mới hơn, nhiều lực lượng hơn, tôi phải đi đến vùng như vậy, như vậy. Tôi nói xin lỗi, tôi không thể. Các ngài không thể mang về đây cho tôi sao? Và họ đã mang về. Thành ra bây giờ choáng ngợp luôn, tôi không có thời gian đếm, cũng không có thời gian viết xuống những cõi mới, cũng như lực lượng gì mà họ truyền trở lại cho tôi. Đây chỉ là tiện thể kể cho quý vị nghe vài điều xảy ra trong thời gian gần đây của sư phụ quý vị, giai đoạn gần đây. Một trong những lực lượng hiện hữu tại cõi phổ thuộc vũ trụ ở trên, còn ở trên cả thế giới bóng này, là lực lượng xứng đáng. Lực lượng xứng đáng nghĩa là toàn bộ vũ trụ coi quý vị như một chúng sinh xứng đáng. Nhưng bởi vì tôi có rất nhiều đệ tử, bất kể tôi có bao nhiêu, cũng vẫn là không nhiều. Tuy nhiên, đôi khi tôi nói với họ, tôi không xứng đáng thì sao? Quý vị muốn làm gì đây? Rồi trong thể nghiệm, họ nói với tôi, không, không, ngài vẫn xứng đáng. Vậy thì cảm ơn nhiều lắm. Vì ma đôi khi gạt, nói dối với tôi. Y nói với tôi, nếu không ăn thì ngài sẽ xứng đáng hơn. Tôi nói, cút đi. Chỉ là mấy thứ vật chất. Và dù sao, ta biết tạo ra thức ăn cho mình, mặc dù nó trông không giống. Thức ăn đến từ tình thương, lực lượng tình thương, lực lượng của sáng tạo tự ái. Vậy, ta không nợ ngươi gì cả. Cút đi. Nhưng y luôn luôn tìm cách nói này, nói kia. Hay sống bằng không khí, ngài sẽ xứng đáng hơn. Tôi nói không. Xứng đáng được bao lâu? Người sẽ cắt ngắn 28 năm cuộc đời của ta sao? Xứng đáng chỗ nào? Sự xứng đáng lợi gì cho ta nếu ta chết sớm hơn? Và tất cả đệ tử của ta trở thành mồ côi quá sớm. Và những người khác lẽ ra đến với ta lại không thể gặp ta. Cút đi. Tôi cứ bảo y cút đi. Y cố gắng hết sức. Ma tìm mọi cách. Cố gắng hết mình. Nếu y không thể trực tiếp ảnh hưởng hay nói chuyện với tôi, thì y gây khó cho người trong chó.
Không phải thị giả của tôi không có ai hết. Tôi đã từng có rất nhiều người gọi là phụ tá, thị giả này, thị giả nọ. Tôi không còn nữa. Tôi rất sợ dùng bất cứ ai. Bởi vì ma sẽ dùng họ để làm phiền tôi. Cho nên tôi tự dọn dẹp, tự làm phần lớn mọi việc, bất cứ việc gì có thể làm. Tôi không để ai đến gần. Họ chỉ chăm sóc cho chó. Dù vậy, y vẫn gây rắc rối cho họ. Và rồi rắc rối cho chó, làm chó bị bệnh, làm chó gặp rắc rối và rồi gây phiền phức cho tôi. Hoặc làm cho các phụ tá bị rối loạn và rồi cũng gây rắc rối cho tôi. Cho dù tôi không yêu cầu họ làm gì cho tôi. Dĩ nhiên giặt quần áo, bởi vì một số quần áo rất mỏng manh. Tôi cũng không thể tự giặt chúng, cần giặt đặc biệt. Họ chỉ đưa cho tôi các đồng phục, quần áo làm việc. Tôi chỉ có 2 áo xuất gia, trông như thế này. Áo loại dài chỉ có 2 cái. Thông thường trong hang động, tôi chỉ mặc 2 bộ đó vào mùa hè. Và vài bộ mà tôi đã mặc trước đây khi bế quan. Nên tôi để dành vài bộ đó và mấy bộ áo này và vài bộ mặc bên trong để giữ ấm, quần áo giữ nhiệt, thế thôi. Chỉ bán nhiều đó. Và tôi treo chúng trên dây kẽm. Nhưng vì tôi cần phải làm việc, bây giờ họ mang đến một số quần áo khác. Họ mang đến nhiều quần áo và tôi cần phải có tủ quần áo bằng nhựa. Loại dùng du lịch. Vì tôi không muốn loại tủ gỗ nặng và các thứ như vậy. Lỡ như không cần nữa, thì tôi chỉ cần đem nó ra ngoài và bỏ nó nơi nào đó và họ lấy nó đi. Bây giờ mọi thứ trong hang động đều bằng nhựa, đơn giản, dễ dàng. Biết không, lều nhựa. Và tôi không chịu nổi. Có quá nhiều thứ. Toạt đầu tôi chỉ có 1 cái lều. Sau đó họ để thêm cái lều khác bởi vì hang động bị dột. Tôi phải bỏ mọi thứ vào bên trong. Máy vi tính và mấy thứ dễ hỏng. Nhưng bây giờ họ đã sửa máy phía trên. Cho nên tôi nói làm ơn dỡ lều đi. Quá nhiều lều, quá nhiều đồ đạc. Chỉ cần một thứ mình không dùng là cảm thấy bừa bộn ngay. Họ nói, nhưng thưa sư phụ, chúng con có thể đặt nó lại chỗ cũ. Tôi nói, tôi không cần nữa đặt lại chỗ cũ để làm gì. Nhưng tôi không muốn làm họ buồn lòng. Vì vậy tôi nói, thôi quý vị xếp nó lại. Nếu tôi cần, quý vị có thể dựng lên ngay mà. Vậy dựng ở đó để làm gì? Còn mấy cái tủ bằng nhựa này, quý vị treo mấy quần áo kiểu mẫu quý giá này vào trong. Vì họ mà không treo trong đó, thì đôi khi bụi bặm do gió thổi vào. Bây giờ tôi còn có cả cửa nhựa. Ta nói quý vị biết, ngày nay thật tiện lợi, họ chỉ dựng một hàng rào, đặt một cái khung dựng hàng rào sắt ở giữa. Thế là nó thành cái cửa. Và nếu trời quá lạnh, tôi dán lại để tấm nhựa lên. Loại mềm nhưng dày, trong suốt. Rồi nó thành như một cái cửa. Gió không thổi vào trong được nữa. Lúc trước gió thổi như xa lộ. Và còn gây tiếng ồn nữa. Âm nhạc miễn phí, không mất tiền. Nhưng ngay cả lúc đó, tôi cũng không cảm thấy lạnh lắm. Tôi chỉ treo màn ở một bên. Thì gió sẽ thổi ít hơn là khi nó có một chỗ thoát khác. Có 2 lỗ vào lớn. Một ở phía trước, một ở phía sau. Thế thôi, không có gì khác. Và tôi chỉ treo vài tấm màn lên. Và một bên này, gió không thoát ra. Thì phía bên kia gió ít vào hơn, rồi tôi ổn trong hang động suốt mùa đông. Cho đến gần đây, họ làm cái gọi là cửa này. Cũng vì an toàn, lý do an toàn nữa. Không ai có thể leo vào bên trong. Và chúng tôi dán tấm nhựa trong lên, và rồi nó trở thành cửa. Tôi nghĩ thật là xa hoa. Bởi vì quá nhanh. Nếu muốn làm cửa, thì quý vị phải đo đạc cho chính xác và làm khung. Với hang động của tôi, thì không thể vì chỗ này cong, chỗ kia cong, không phải như nhà quý vị, có hình vuông vức. Cho nên tôi nói, dù sao không thể làm cửa được, thì dựng hàng rào vậy, sau đó dán tấm nhựa lên, là tuyệt vời và treo vài tấm màn để có bóng tối hoặc riêng tư, và trong đó cũng tính gió vô cùng. Nói quý vị biết, như vậy cũng rất tiện lợi. Bây giờ tôi thậm chí phải cắt một miếng nhựa xuống, gập nó xuống để làm cửa sổ. Để tôi có nhiều không khí hơn bên trong, chỉ cần một tấm nhựa mà đã chắn gió rất tốt rồi. Và tôi có thể làm cả cửa sổ cho tôi nữa. Thần kỳ, tôi dùng con dao chỉ cắt như vậy.
mà đã thành cửa sổ rồi. Vì họ gắn cửa lưới chắn mũi, vì họ để cửa lưới chắn mũi, họ gắn cửa lưới lên hàng rào rồi buộc nó vào hàng rào. Thế là có cửa lưới ngay, có mọi thứ. Cũng ngăn mũi nữa, thấy không? Họ đặt cửa lưới một bên, bên kia họ dán băng keo. Nó cố định nên tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi dùng dao cắt làm cửa sổ tức khắc. Không chỉ tức khắc khai ngộ mà còn tức khắc cửa sổ. Mọi thứ ngày nay là ngay lập tức khắc, cả mì cũng tức khắc ăn liền nữa. Tôi cảm thấy thời đại chúng ta thật sự rất tiện lợi và tuyệt vời. Hãy tưởng tượng thời Đức Phật, Ngài thậm chí không có lều, Ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. Chúa Giêsu ngồi trong sa mạc. Không có gì. Thời xưa nhiều người ngồi dưới gốc cây, ở một số cây rậm rạp, hoặc thân cây có chỗ lõm sâu vào, quý vị có thể ngồi trong đó. Tôi đã thấy một số, nhưng rất tiếc không có trong vùng của chúng ta. Bằng không, tôi sẽ rất vui mà sử dụng nó, không cần làm phiền ai. Nên tôi nghĩ, tôi vô cùng hạnh phúc, tôi là đạo sĩ rất hạnh phúc. Mọi thứ rất nhanh, tức khắc và hữu ích. Ý tôi nói, nó cũng giống như cửa vậy. Vì nếu quý vị muốn làm cửa thật, quý vị phải đo đạc chính xác, làm khung cho chuẩn. Tôi cần phải bịt tất cả lỗ cong lại, vì là hang động, không giống như ở đây. Chúng không vuông và căng xứng, không. Cho nên hàng rào như thế là tốt nhất rồi, tốt rồi. Và tôi còn có lưới chắn mũi và cửa sổ tức khắc. Tôi cảm thấy rất vui, cảm thấy vô cùng hài lòng, rất may mắn. Và mỗi khi tôi tắm bằng nước ấm vào mùa đông, nó giống như thiên đàng. Cảm thấy thích lắm, Đức Phật không có mọi thứ này. Nếu Ngài muốn tắm, tôi nghĩ người nào đó phải đun nước nóng cho Ngài vào lúc đó. Ngài không có kỹ năng của sư phụ. Không, không phải kỹ năng của tôi, đó là kỹ năng của thời đại chúng ta. Không phải kỹ năng của tôi, đó là kỹ năng của thợ điện. Anh ta đặt bồn nước và máy nước nóng. Anh à, chỉ cần cắm điện vào là nước nóng tự động chảy ra. Cũng như trong phòng tắm của quý vị, tôi không có phòng tắm sang trọng, nhưng có vòi nước, chảy nước nóng. Đó mới quan trọng, hiểu không? Rất quan trọng. Mà ở bên cạnh hang động nữa, tưởng tượng coi, tôi không phải đi ra ngoài xa. Bên trong hang động có đủ ấm không à? Dĩ nhiên là đủ ấm. Ngày nay có máy sưởi, quý vị không biết điều đó sao? Tôi có thể mua vài cái, nhưng vào mùa đông, tôi không bật máy sưởi trong đó. Mùa đông năm nay, tôi không bật ngoại trừ ban đêm, khi tôi đi vào lều. Trời lạnh, đẫm sương và ẩm ướt, và tôi bật. Ngày nay họ còn sáng chế quạt có máy sưởi cùng một cái. Quý vị có thể cùng lúc quạt mát và rất nhỏ như thế này. Tôi có thể đặt nó tại góc lều của tôi và nó còn quay được nữa. Nhưng tôi không thể bật cả đêm bởi vì bên trong quá nóng. Vì lều nhỏ nên mọi thứ tích tụ bên trong. Vậy nên tôi chỉ bật như tôi để giờ. 2 tiếng hoặc khoảng đó, đôi khi tôi còn phải tắt đi sớm hơn vì quá nóng. Sống trong lều nó đã kín rồi. Lều của tôi lại rất tốt nữa. Tôi rất mừng có cái lều đó. Tôi đã bảo quý vị, chúng ta có thể trao giải Nobel Hòa Bình cho người nào đó đã sáng chế ra lều. Người đầu tiên sáng chế ra lều. Thậm chí lều mà quý vị có thể xếp lại thành hình tròn. Và rồi khi bung nó lên trên không, nó thành nhà của mình rồi. Có biết mấy loại lều tức khắc không? Ồ, kiếp này tuyệt làm sao. Trong những kiếp trước, tôi không có các tiện nghi này. Thành ra, tôi rất là cảm kích. Quý vị không biết quý vị may mắn đến chừng nào. Quý vị coi mọi thứ là hiển nhiên. Tôi đã sống trước đây lâu rồi. Chúng tôi không có những thứ này. Thí dụ, thậm chí khi làm vua tôi cũng không có tiện nghi này. Tôi phải dựa vào thái giám và phi tần và đủ hạng người. Và họ thật sự làm cho mình nhức đầu với ngã chấp của họ, với sự vụng về hoặc hiểu lầm của họ, đủ thứ chuyện. Đừng nghĩ có nhiều người hầu.
là quý vị hạnh phúc không đâu. Thành ra nhiều ông vua có tâm trạng buồn bực, không thể vui vẻ được. Quý vị có bao giờ thấy hình ảnh hay bức tranh về vị vua nào mà cười như chúng ta ở đây không? Như tôi không? Không. Tất cả đều nghiêm túc. Thậm chí có bộ râu và đủ thứ để trông nghiêm túc hơn, bởi vì ông không có lều mà tôi có. Nếu muốn tắm, vua phải bảo ai đó mang bồn tắm tới. Ông phải chờ nửa tiếng, một tiếng để người hầu mang từ chỗ ở của họ đến ngự phòng. Thì có lẽ nước đã nguội rồi, cho nên có nhiều người mang thêm vô nữa. Nam giới chiếm lĩnh, nam giới chiếm lĩnh nữa. Tưởng tượng coi, nếu tôi là hoàng hậu thì còn tệ hơn nữa. Mấy người đàn ông phải ở quanh để mang nước nóng đến, rồi là đem nước bẩn đi. Trời ơi, thật sự là mình bực mình. Khi mồ hôi đầm đìa khắp thân thể, chỉ muốn cởi quần áo ra và muốn nhảy vào bồn tắm hay đứng dưới vòi hoa sen, nhưng lại phải chờ nước và ngay cả lò củi 1-2 tiếng đồng hồ. Rồi đàn ông phải khiêng vác, mình phải chờ ở đó. Cảm thấy rất ngột ngạt, nên đi ra ngoài, thở chút không khí trong lành để họ chuẩn bị bồn tắm. Rồi sau đó, không còn ra mồ hôi nữa và không cảm thấy thích tắm nữa. Nhưng mọi thứ đã được chuẩn bị rồi và mình không thích nhiều như khi đổ mồ hôi và sẵn sàng tắm. Thảo nào các vị vua và hoàng hậu trông rất sầu khổ. Chỉ có vài vị vua và hoàng hậu là sáng suốt rời khỏi cung điện, bỏ lại tất cả đi xuất gia. Trong hang động nơi nào đó như Phật Thích Ca Mâu Ni, có lẽ Ngài đã ngán ngẩm với việc tắm này rồi. À, đó là một động lực, một lý do để đẩy mình lên. À, đôi khi vị Phật nào đó tái sinh và có lẽ Ngài quên mất mục đích của Ngài, hoặc vị Thánh nào đó quên rằng Ngài đáng lẽ phải tu hành, rồi thiên nhân nào đó gây rắc rối để vị Phật, Phật tương lai, hoặc lẽ ra là Phật thức tỉnh, thoát ra khỏi hoàn cảnh này và làm gì đó. Vậy có lẽ chuyện tắm nước nóng là giọt nước làm tràn ly, sự thúc đẩy cuối cùng để Đức Phật rời khỏi cung điện. Chưa nói tới 500 phụ nữ cãi cọ ngày đêm với nhau vì vật sở hữu quý báu, đối tượng tương kính và sở hữu duy nhất đó là nhà vua. 500 người cãi cọ, ganh đua, ganh tị với nhau mỗi ngày. Làm sao quý vị chịu nổi bầu không khí đó? Tôi thật sự cảm thấy các vị vua ngày xưa này, họ thật sự mạnh mẽ. Thảo nào, rất hiếm khi chúng ta có nữ hoàng, phụ nữ không ai có thể chịu nổi, chúng ta không thể chịu nổi, chúng ta sẽ bảo họ cút đi. Chúng ta sẽ la hét vì không thể chịu nổi, nhưng nam giới càng căng thẳng, càng nhiều kích thích tố. Và rồi, họ càng mạnh mẽ hơn. Thành ra, họ có thể làm vua một thời gian dài, và phần lớn đàn ông là vua. Ý tôi là phần lớn vua là đàn ông. Quý vị cũng là vua. Phần lớn đàn ông là vua, họ hành xử giống như vua vậy. Họ không thể nấu ăn, phụ nữ phải nấu cho họ ăn. Họ không thể làm cái này, không thể làm cái kia. Nếu không phải là vua thì là gì? Làm sao quý vị không thể nấu ăn? Tại sao không? Quá dễ. Bỏ tất cả rau cải, cắt cắt, rửa, ném vào cái chảo lớn hay gì đó. Đảo nó lên, cho một chút muối vào, hay có lẽ chút gia vị, rồi lấy ra và ăn thôi. Như vậy mà khó à? Quý vị không nấu được sao? Về nhà học từ vợ, hay học từ đồng tu, và thỉnh thoảng làm vợ ngạc nhiên hoặc làm bạn gái ngạc nhiên, cho cô ấy nghỉ ngơi. Cho cô ấy nghỉ ngơi, không phải vào bếp, về nhà huấn luyện chồng, huấn luyện con trai, huấn luyện bạn trai. Bắt họ nấu. Anh không muốn sao? Vậy được, hôm nay không có bữa tối. Đơn giản.
Và nếu họ không muốn, vậy được, đi kiếm tiền đi, mua bánh pizza thuần chay. Hiểu không? Dạ, hiểu. Quý vị hiểu rõ ha? Tôi đã học nó trong phim. Một số người Mỹ họ nói, hiểu hả? Đích, anh hiểu đích không? Hiểu đích. Nghĩa là anh có hiểu không? Nhưng quý vị không cần thông dịch. Khi tôi hỏi quý vị hiểu đích không? Hiểu đích hả? Thì quý vị hiểu liền. Rồi, tiếp tục. Bây giờ chúng ta trở lại với chuyện nghiêm túc. Phổ Hiền Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy và nói rằng Ngài tu hạnh này. Nên Ngài nói, Phật hỏi về viên thông. Nguyên nhân cơ bản như con đã trình bày trong trường hợp của mình là tâm con lắng nghe rõ ràng và phân biệt một cách tự tại. Đây là pháp tu cao nhất. Dùng trí thức. Quý vị cần phải nghe với sự tập trung và phân biệt cái gì là cái gì. Nghĩa là ý nghĩa những lời Đức Phật nói là gì, tại sao Ngài nói điều đó, có ý nghĩa sâu sắc hơn đằng sau. Quý vị thật sự phải tập trung và phân tích. Quý vị phải lắng nghe bằng tâm trí và phân biệt một cách tự tại. Đây là pháp tu cao nhất. Đó là cho Ngài. Nhưng hơn thế, Ngài cũng có lực lượng xứng đáng của vũ trụ. Phổ Hiền, vì điều đó trong hàng ức kiếp, Ngài luôn luôn có thể thị hiện ở những nơi khác nhau để giúp những người cũng tu hạnh Phổ Hiền. Hạnh Phổ Hiền là một trong 84.000 pháp môn. Một số người tu hạnh đó chỉ để thật sự tốt, thuần khiết, đủ tư cách đạo đức và thiền quán về lực lượng vũ trụ. Chỉ khi quý vị có thể, chỉ khi quý vị tình cờ mở được gốc đó của vũ trụ, nơi chứa lực lượng vũ trụ, cũng như tôi đã đi đến những cõi mới khác nhau, và tình cờ nơi đó có chứa lực lượng vũ trụ. Thí dụ như, tôi đi đến một cõi có tên là A, và cõi tâm linh mới đó chứa hai lực lượng. Cũng có những lực lượng tiềm tàng khác và một trong số đó là lực lượng xứng đáng. Giá trị, họ gọi đó là lực lượng giá trị, không phải là lực lượng xứng đáng. Nhưng lực lượng giá trị này còn ở trên cả lực lượng xứng đáng của vũ trụ Phổ Hiền này. Để luôn luôn đi lên cao hơn vào những cõi mới, thì tôi cần nhiều lực lượng khác nhau để đi lên. Và dạo này có nhiều cõi quá, tôi đếm không xuể. Thậm chí tôi không có thời gian để viết xuống những cõi nào tôi đã đi qua và lực lượng nào tôi đã lấy lại. Tuy nhiên vẫn lấy lại được, chỉ có điều tôi không ghi lại, thế thôi. Chỉ hy vọng ngày nào đó tôi có một kỳ ngủ đông dài lâu thật lâu, thì tôi mới nhớ và viết xuống hết được. Hoặc có lẽ không. Vậy thậm chí vì điều đó, Ngài có thể đi và giúp rất nhiều người. Cho nên các vị thánh và hiền nhân, họ không chỉ tu hành, đạt được khai ngộ, và ngồi đó không làm gì hết. Họ khá bận rộn, đi từ nơi này đến nơi khác, giúp đỡ hết người này đến người khác, mặc dù họ cũng không biết. Giống như quý vị, có thiên thần xung quanh bảo hộ quý vị mỗi ngày, nhưng quý vị không thấy họ. Được rồi, bây giờ chúng ta nói đến vị kế. Lịch của tôi chạy lung tung rồi. Lịch của tôi rất dài. Rất nhiều năm cộng lại. Ý tôi là rất nhiều năm cộng lại. Rồi, bây giờ, Tôn Đà La Nan Đà là vị tỳ kheo khác. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chân Phật và thưa với Phật rằng lúc còn mới xuất gia theo Phật vào đạo, nghĩa là để khai ngộ vào đạo, họ gọi là đường, con đường, đạo đều giống nhau. Con đã thọ đầy đủ giới luật, 250 giới luật cho người xuất gia, nhưng tâm con luôn tán loạn, không thể nhập định. Thậm chí đã thọ giới luật và có lẽ một số hướng dẫn về thiền, nhưng tâm ông chạy tứ phương.
Ông không thể tập trung, cho nên không thể nhập định. Và con không thể đạt được trạng thái vô lậu. Dĩ nhiên, nếu quý vị không tọa thiền tốt, tất cả khiếm khuyết sẽ không được tẩy sạch trong kiếp này. Rất khó để nhập định hay tiến bộ. Đức Thế Tôn, nghĩa là Phật Thích Ca Mâu Ni, dạy con và Kausila quán tưởng điểm trắng ở đầu mũi. Chúng ta có đầu mũi không? Ồ, có. Nếu quý vị nhìn xuống như thế này, có cái gì đó. Tôi nghĩ đó là pháp dễ nhất cho vị tỳ kheo này tu. Giống như Patanjali, Ngài dạy đệ tử các pháp khác nhau. Quý vị có muốn tôi dạy các pháp khác không? Dạ không, chúng con không muốn. Không à, quý vị không muốn. Quý vị hài lòng với pháp môn này? Dạ, vì chúng ta có nhiều pháp. Nhân tiện trước khi thiền, quý vị nên hít thở thật sâu. Quý vị nằm xuống sẽ tốt hơn, bởi vì như vậy rất thư giãn. Nếu ngồi thì có thể quý vị sẽ bị ngã sau đó. Chỉ cần nằm xuống và quý vị hít vào càng sâu càng tốt, hít bằng mũi nhé. Và dẫn hơi thở đến tận dạ dày hoặc đan điền của quý vị và quay trở lại đến tận ngực và rồi đến tận đầu của quý vị và tới đỉnh đầu hoặc bên trong đầu không quan trọng và giữ nó 10, đếm đến 10 và thở ra. Hít thở khoảng 6 lần. Và rồi quý vị tọa thiền, quý vị sẽ thấy bình tâm hơn. Ngồi thiền dễ hơn. Có phải đó là trước khi thiền âm thanh và ánh sáng không ạ? À, không quan trọng. Không sao. Trước khi thiền ánh sáng hoặc trước khi thiền âm thanh đều được. Nếu thấy mình không tĩnh tâm lắm, thì quý vị làm như vậy hoặc có thể làm vậy bất cứ lúc nào nó giúp ích trước khi quý vị tọa thiền. Và nếu quý vị thấy mình còn giận hoặc bực tức một chút do hoàn cảnh hoặc do người nào đó kiểu như ảnh hưởng đến mình, người ta ảnh hưởng mình mọi lúc, thậm chí niệm năm hồng danh, đôi khi quý vị còn quên, nên quý vị hít thở sâu như vậy. Lúc đó chỉ cần quý vị ngồi xuống nơi nào đó an toàn và làm vậy. Chỉ cần chắc chắn là quý vị không bị ngã. Vì đối với tôi, đôi khi vừa mới hít vào một hơi sâu mà tôi đã đi mất rồi. Quá mệt mỏi. Đôi khi, vì làm việc quá cực hoặc vì nhập định, còn tùy vào hoàn cảnh, tôi về nhà vào lều của tôi. Và tôi muốn bật máy sưởi ấm lên. Vừa mới bật xong là đã đi mất rồi. Và tôi vẫn còn cầm dụng cụ điều khiển. Chỉ khi nó rơi xuống bụp thì tôi mới nhận ra. Sao mình đi nhanh quá vậy? Thành ra, đó là lý do đa số minh sư dạy quý vị ngồi trên sàn nhà. Vì nếu đứng thiền như thế, quý vị không chỉ đánh rơi dụng cụ điều khiển mà còn đánh rơi cả người luôn và có thể gặp rắc rối. Và đừng cố thử sức chịu đựng tâm linh của mình bằng cách ngồi thiền ở mép tảng đá có vực thẳm ở dưới. Đừng làm vậy. Hoặc nếu muốn về nhà sớm hơn thì có lẽ quý vị có thể làm vậy. Có một truyện thiền về một vị tăng. Ông luôn muốn thử nghiệm năng lực nhập định của mình. Khoa trương mà. Đôi khi ngã chấp khiến mình làm những việc điên rồ. Đừng làm những việc điên rồ. Làm những việc bình thường thôi nhé. Tôi dạy quý vị cái gì thì quý vị làm vậy từ từ. Và cho dù quý vị đã là Phật, cũng đừng ngồi ở mép vực thẳm. Hiểu chưa? Dạ, hiểu. Hiểu, tốt. Bây giờ ông đó ngồi trên tảng đá. Xung quanh đều là vực. Đôi khi đá nhô ra ngoài. Ông ngồi ở ngay đó. Và rồi ông ngã và hộ pháp. Thần hộ pháp hiện ra đỡ ông. Và ông an toàn.
Ông còn không cảm ơn. Ông nói có bao nhiêu người tu hành trên thế giới mà xuất sắc được như tôi. Vì thần hộ pháp đã giúp nên ông cảm thấy như mình là nhân vật quan trọng gì đó, ngồi trên đó gây phiền phức cho thần hộ pháp mà còn không nói lời xin lỗi, không nói lời cảm ơn. Có bao nhiêu người tu hành xuất sắc như tôi trên thế giới này. Vì vậy thần hộ pháp trả lời, quý vị biết câu trả lời phải không? Trước đây tôi có kể chuyện cười này rồi. Vì thần nói, người tệ hại như ông ư? Ồ, nhiều, nhiều lắm. Những người tệ hại như ông nhiều, nhiều lắm. Đừng có làm vậy. Cho dù quý vị có thiên thần xung quanh. Được rồi. Quý vị cười đủ chưa? Dạ đủ ạ. À. Tốt, cười tốt cho quý vị. Thấy đó, chúng ta cũng có cả pháp môn yoga khác. Yoga cười, phải không? À, vì điều đó, tôi phải thâu thêm chút tiền. Tôi đã hứa dạy quý vị pháp môn quán âm miễn phí, nhưng tôi đâu có nói pháp môn cười là miễn phí. Cái gì? Thưởng thêm ạ? À? Thưởng thêm, tôi đâu có nói thưởng thêm. Và pháp môn thở nữa chứ, đó là pháp thứ ba. Trời ơi! Bà này không biết cách làm kinh doanh. Tôi chỉ biết thiết kế quần áo hoặc nữ trang, nhưng không làm kinh doanh. Đó là họ định giá, hay họ đóng thuế, và họ làm công việc kế toán. À, nếu làm kinh doanh, có lẽ tôi sẽ luôn thua lỗ. Tôi thích tặng, quý vị thích. Nhưng không có tiền à. Đây, cầm đi. Có lẽ tôi còn cho nhiều hơn là có thời gian để thiết kế hoặc để cho thợ kim hoàn, thậm chí có thời gian để chế tác. Cho nên tôi tránh xa việc kinh doanh thiếu kinh nghiệm của mình. Tôi chỉ ngồi đây và làm những gì tôi có thể làm. Đọc thì dễ, phải không? Làm lịch không quá khó khăn. Giảng giải này nọ, dù sao quý vị cũng không hiểu, nên dù tôi có nói gì đi nữa, tôi nói gì đi nữa cũng được cả. Quý vị nói, chỉ thích nhìn tôi thôi, mỗi khi nào nhìn tôi, quý vị không thấy đói, không thấy lạnh, không thấy khát, không muốn đi về nhà, vậy tôi chỉ ngồi đây và nói bất cứ gì để làm quý vị vui. Vì bất cứ điều gì tôi nói, một số quý vị lúc nào cũng vui, cười, và một số còn hết sức đồng ý nữa. Luôn luôn, bất cứ gì tôi nói. Đó là kiểu của người Đài Loan, Formosa và người Âu Lạc Việt Nam, và một số còn làm kiểu Ấn Độ nữa. Thế này nghĩa là đúng, phải không? Quý vị biết mà, phải không? Dạ, đúng là đệ tử ngoan. Luôn luôn đồng ý với sư phụ. Không những cười, vỗ tay mà còn gật đầu rõ ràng nữa. Để nhấn mạnh thêm. Và còn tạo ra âm thanh. Để rõ ràng hơn. Tôi nói quý vị biết, Đức Phật mà ở đây, tôi nghĩ Ngài sẽ lắc đầu. Tôi nghĩ Ngài sẽ muốn nhập Niết Bàn mau hơn. Những đệ tử của Ngài đều đã là A-la-hán kể từ nhiều kiếp, nhiều như cát sông Hằng. Và đệ tử của tôi, không biết quý vị từ đâu đến. Chỉ biết cười, ăn, đồng ý. Và tạo ra âm thanh chấp thuận. Nói quý vị biết, may mắn tôi không phải là lão sư người Nhật. Họ đánh quý vị, biết không? Nếu không ngồi thẳng mà đầu gật như vậy, bất kể quý vị đồng ý hay không đồng ý, họ sẽ đánh quý vị. May mắn cho quý vị, tôi không phải là lão sư người Nhật.
Ý tôi nói là vị thầy. Roshi nghĩa là vị thầy bằng tiếng Nhật. Quý vị may mắn trong quá nhiều mặt. Tôi không thu tiền quý vị cho pháp môn phụ trội này. Cười miễn phí, đủ mọi thứ, thức ăn ngon, nhà kính tốt cho quý vị. Rất tiện nghi. Dạ, rất tốt sư phụ. Tốt, tốt, ý ta nói tốt hơn là không có gì. Trời ơi, quý vị là những đứa trẻ hạnh phúc. Những người vô cùng hạnh phúc. Trong đời tôi chưa bao giờ thấy nhiều người hạnh phúc đến vậy. Hội chúng của chùa chiền nào mà có nhiều người hạnh phúc đến như vậy. Tôi đã từng đến một vài ngôi chùa và đạo tràng, và tôi chưa bao giờ thấy có ai cười điên cuồng như quý vị. Lúc nào cũng vậy, bất cứ gì tôi nói là quý vị cười, bất kể là gì. Nếu quý vị hiểu, quý vị cười, không hiểu cũng cười luôn. Vì người bên cạnh cười, quý vị phải cười. Bằng không, họ biết quý vị ngốc. Quý vị không hiểu chuyện cười của sư phụ hay sao đó. Hôm nay cảm thấy khỏe hơn chưa? Dạ rồi. Quý vị đã hết mỏi mệt vì trái múi giờ chưa? Dạ rồi, trước đây tôi cảm thấy thương cho quý vị. Hôm nay tôi cảm thấy mừng cho quý vị. Vì quý vị không đồng ý. Rõ ràng quý vị không dùng pháp môn này để đồng ý nữa. Tôi biết quý vị sẽ bắt kịp. Thôi, tốt rồi. Thỉnh thoảng gặp nhau cũng tốt. Đâu cần biết tôi nói gì, phải không? Được rồi, tốt. Vậy Đức Phật đã dạy Tôn Đà La, Nang Đà, quán tưởng trên chóp mũi. Ban đầu, vị tỳ kheo này tiếp tục. Ban đầu, con chăm chú quán tưởng. Sau 3 tuần, khi con hít vào và thở ra, con thấy hơi thở trong mũi con tựa như làn khói. Thân tâm bên trong trở nên sáng rực và con hiểu hoàn toàn thế giới bên ngoài đến mức mọi thứ trở nên thanh tịnh trong suốt như lưu ly. Tướng khói dần dần biến mất và hơi thở trong mũi con trở thành màu trắng. Khi ông nói vậy, tôi không biết nữa. Có lẽ ông thiền ở nơi lạnh lẽo vào mùa đông, nên khi thở ra thì có làn hơi màu trắng, phải không? Quý vị có nghĩ vậy không? Dạ không. Như ống khói, phải không? Chỉ là vì tâm ông đã khác, chứ không phải bởi vì làn khói thở ra từ mũi là khác, mà tâm ông đã khác. Có lẽ ông đi lên một đẳng cấp khác và tâm trở nên như vậy. Thì quý vị có thể thấy ở đây ông nói thân tâm bên trong trở nên sáng rực và con hiểu hoàn toàn thế giới bên ngoài đến mức mọi thứ trở nên thanh tịnh trong suốt như lưu ly. Và tướng khói dần dần biến mất và hơi thở trong mũi con trở thành màu trắng. Không phải khói mà màu trắng. Chỉ là khi ở một đẳng cấp khác, quý vị nhìn thấy mọi thứ khác đi, cũng như tôi thấy ghế sofa xấu xí màu xanh trở thành màu trắng. Ghế ngã ra, họ gọi đó là ghế phòng khách, dài, rộng. Hoặc khi tôi trông thấy 3 cái chai kia, cạnh bên cái chai mà tôi thấy đại khái vậy. Còn nhiều chuyện khác nữa, nhưng bây giờ tôi không nhớ để kể cho quý vị nghe. Khi ở một đẳng cấp tâm thức khác, chúng ta thấy nhiều sự thật hơn so với bề ngoài của trò chơi ma thuật ảo tưởng này ở đây. Không có gì thật sự huyền bí. Ngày nay, ngay cả khoa học gia cũng có thể chứng minh những thứ ảo ảnh này. Tôi kể quý vị rồi, phải không? Cô ca sĩ đó là ai vậy? Họ đã tạo ra một ảo ảnh của cô ấy tại một buổi hòa nhạc khác ở xa, rất xa. Vì vậy, cô ấy đã ở 2 nơi cùng một lúc với kỹ thuật ảo ảnh. Đó là một kỹ thuật ngày nay đã có thể làm được rồi. Có điều là rất tốn kém. Nếu sư phụ quý vị muốn làm thử, có lẽ sau này quý vị thấy tôi ở đây, nhưng không phải tôi ở đây.
Thưa sư phụ kính yêu, thậm chí vật lý lượng tử đã chứng minh rằng mọi thứ được tạo ra từ âm nhạc. Âm nhạc, âm thanh. Âm nhạc, âm thanh chấn động lực. Đúng vậy ạ. À. Phải, phải. Ngày nay họ chứng minh mọi thứ. Không có gì là huyền bí nữa cả. Không bao lâu quý vị cũng có thể xuất hiện ở nhiều nơi chỉ để dọa người ta. Đang lúc họ bàn tán về quý vị đột nhiên xuất hiện. Tôi đã nghe hết rồi. Tôi sẽ thay đổi di chúc của tôi. Biết không? Di chúc thừa kế đó. Ở Pháp, trong cuộc bầu cử vừa qua, một chính trị gia đọc diễn văn. Và ông cũng ở một nơi khác, phát biểu tương tự với những người khác. Đúng, đúng. Ngày nay chúng ta có thể làm thế. Họ đã làm như vậy ở Pháp rồi sao? Quý vị thấy đó. Tôi không bịa chuyện. Đó là sự thật. Tôi đã xem một đoạn phim khi đi ngang qua nơi nào đó. Tôi không biết ở đâu. Tôi thấy cô ấy đứng ở đó ca hát nói chuyện với người hâm mộ. Nhưng cô ấy đang có một buổi hòa nhạc thực sự, cách đó rất xa. Tôi không biết xa bao nhiêu dặm hoặc bao nhiêu quốc gia. Ngày nay, họ đã làm được điều đó. Có lẽ ngày nào đó thì tốt thôi, tôi có thể về hưu. Tôi ngồi trong hang động và chỉ chiếu ra thế này. Và có lẽ mỗi quý vị sẽ có một vị sư phụ trong ảo ảnh. Cái gì? Ở đâu? Thưa sư phụ, xin sờ đầu con. Con xin được ôm sư phụ. Đại khái như vậy. Và quý vị ôm trống không? Nhưng tôi thắc mắc sao lâu quá vậy? Vì trong phim chiến tranh, giữa các vì sao, họ đã chiếu những thứ như vậy rồi. Tại sao lâu quá vậy? Đến giờ mới thực hiện hóa điều này. Trong tương lai, thứ ảo ảnh này sẽ rẻ hơn. Và tôi có thể chỉ cần ngồi trong hang động cả ngày. Bất cứ khi nào muốn nói chuyện với quý vị, chỉ chiếu ảo ảnh này. Tôi chỉ cần bảo phụ tá, bây giờ bật nó lên. Bảo mọi người tập hợp trước. Và rồi, giờ bật lên đi. Rồi quý vị thấy tôi ngồi đây giống y như bây giờ. Ai biết đâu được, ngày nay chúng ta rất văn minh, không tốt như nhiều cảnh giới khác. Ngay cả so với đẳng cấp Atula, chúng ta cũng chưa đi đến đâu, nhưng vẫn tốt hơn 100 hay ngàn năm trước, phải không? Dạ, sư phụ. Nào, trở lại với chuyện Phật nghiêm túc. Vậy, tâm con Tôn Đà La Nang Đà tiếp tục. Vì lúc đó, ông chắc hẳn nhập định hoặc ở đẳng cấp nào khác bởi vì ông nói thân tâm ông rất sáng. Ông thấy ánh sáng bên trong thiên đàng nội tại và ông nghĩ đó là từ thân tâm của ông. Nhưng mà ông đã vào cảnh giới khác hoặc có lẽ nhập định bên trong. Thành ra, ông nói thân tâm ông rất sáng. Như khi quý vị tọa thiền và thấy ánh sáng thiên đàng nội tại chỉ có vậy thôi. Và quý vị nghĩ đó là từ đây hoặc từ thân thể của chính mình. Nên đó là cách ông miêu tả vào lúc đó. Và rồi ông nói, tâm con được khai mở và các lậu đều tiêu sạch. Mỗi hơi thở vào và hơi thở ra biến thành ánh sáng chiếu rọi khắp mười phương. Và con đạt được quả vị A-la-hán. Đức Thế Tôn thọ ký cho con sẽ thành tựu quả vị Bồ Đề vào đời tương lai, nghĩa là sẽ thành Phật. Ông không cần Phật nói điều đó, tôi cũng có thể nói như thế. Ai ai trong tương lai cũng sẽ là Phật. Phật hỏi về viên thông. Còn dùng pháp tinh lọc hơi thở cho đến cuối cùng hơi thở phát ra ánh sáng và ánh sáng diệt trừ hoàn toàn các lậu của con. Đây là pháp cao nhất. Cho nên đó là những gì ông nghĩ. Bởi vì ông hấp thụ hơi thở và hơi thở tự biến thành ánh sáng và ánh sáng đó thanh tẩy ông, vân vân. Rồi Đức Phật còn nói rằng ông sẽ chứng quả vị Phật. Vậy nên ông rất vui và nghĩ tu tập hơi thở là pháp tốt nhất. Vị kế tiếp, Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chân Phật và thưa với Đức Phật rằng trong vô lượng kiếp lại nữa còn có được biện tài vô ngại. Khi con bàn luận pháp khổ
Ồ, vị tỳ kheo này cũng biết vô số kiếp quá khứ của ông. Con có được biện tài vô ngại. Khi bàn luận pháp khổ và không khổ, con thâm đạt thâm sâu vào tướng chân thật. Và theo cùng một cách, con huấn dụ vi tế vi diệu cho đại chúng về pháp môn bí mật của chư Như Lai, nhiều như cát sông Hằng. Con cũng đã đạt được tánh vô úy Đức Thế Tôn, nghĩa là Phật Thích Ca Mâu Ni, biết con có đại biện tài, và vì vậy Ngài dùng giọng nói của con để chuyển bánh xe Pháp. Ngài dạy con cách truyền bá chánh Pháp. Con theo giúp Phật chuyển bánh xe Pháp. Tôi sẽ giải thích sau. Con thành tựu quả vị A-la-hán nhờ pháp âm như sư tử hống. Đức Thế Tôn cũng ấn chứng con là vị thuyết pháp bậc nhất. Phật hỏi con về viên thông. Con dùng pháp âm để khuất phục ma quỷ, kẻ thù và diệt sạch các lậu. Đây là pháp cao nhất. Vị tăng này, ông luôn luôn có tài hùng biện hoàn hảo. Đại tài hùng biện, và trong kiếp này, Đức Phật cũng yêu cầu ông có lẽ giúp đi ra ngoài thuyết pháp thay cho Đức Phật, hoặc có lẽ giúp Ngài trong khi Đức Phật giảng đạo, ông cũng giảng đôi chút. Và ông nghĩ, bởi vì giảng pháp mà ông đã diệt sạch các lậu, các khiếm khuyết của mình, nên ông nghĩ đó là pháp cao nhất, bởi vì ông dùng tiếng thuyết giảng chân lý. Khi ông giảng chân lý, ông có thể khuất phục ma quỷ đủ thứ và khiếm khuyết của chính ông đã được tiêu sạch. Vì vậy, ông nghĩ đó là pháp tốt nhất. Nên đó là pháp của ông. Khi quý vị giảng pháp, và quý vị nhập định, quý vị tẩy sạch tịnh hóa bản thân mình. Cho nên ông nghĩ tài hùng biện, việc giảng chân lý đã giúp ông. Vị kế, khi giảng pháp của sư phụ ở bên ngoài, quý vị có thể nghiệm nào? Kiểu như thấy các kiếp quá khứ nhiều như các sông Hằng hay không? Không, có, không, dạ không, không. Quý vị thành thật là tốt. Giai đoạn này của cuộc đời chúng ta, của thời đại chúng ta, rất khó cho con người đạt được thành tựu như vậy. Nhưng những vị A-la-hán này trong vô số ức kiếp đã từng là thánh rồi, cho nên họ trở lại giúp Đức Phật theo cách nào đó, hoặc giúp Ngài giảng pháp, thay vì Ngài luôn luôn phải làm, giống như một số sứ giả Quán Âm đi ra ngoài, hoặc quý vị cũng làm vậy, hoặc có những người giúp Ngài như làm thị giả của Ngài, hoặc có những người giúp Ngài trong việc truyền giới luật cho các vị tăng mới. Có người có lẽ giúp Ngài dọn dẹp đạo tràng, vì nếu không thuần khiết, quý vị thậm chí không nên đến đó dù chỉ để dọn dẹp đạo tràng. Còn ngày nay thì tôi không biết, chỉ là ai có thể dọn dẹp thì dọn dẹp, nhưng đừng dọn nơi ở cá nhân của tôi, chỉ dọn đường đi hoặc gì đó xung quanh thôi. Và dù vậy, tôi chỉ để họ mỗi tháng một lần. Tôi không muốn mọi người tới lui ra vào mỗi ngày. Tôi thà có những chiếc lá khô nằm đó trên đường. Chúng vô hại, chúng không phát ra từ trường xấu hoặc quấy rầy hay bất cứ gì, hoặc mấy lá đó không muốn tôi đi ra ngoài sờ đầu chúng hoặc gia trì hay làm chuyện gì đó. Cho nên, sạch sẽ có nhiều hình thức. Không phải như quý vị tắm rồi dùng vòi sen, dùng xà bông gội đầu, xịt nước hoa, rồi quý vị sạch. Không nhất thiết. Tẩy sạch bên trong rất quan trọng. Nhưng bên ngoài cũng phải sạch. Xin đừng phát ra. Đừng phát ra gì đó mà quý vị không được phép phát ra. Bây giờ có vị tỳ kheo khác. Ubali liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Tôi nghĩ họ thay phiên nhau từng người một. Ai đến học trước với Đức Phật thì nói trước. Họ có kiểu thứ tự này, bằng không, nếu mọi người đứng lên cùng một lúc và cùng nhau nói thì Đức Phật sẽ không bao giờ nghe được, hoặc hội chúng sẽ không nghe được gì cả. Vậy bây giờ là Ubali. Ubali liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật
và thưa với Phật rằng, con là người đích thân theo Phật khi Ngài vượt thành đi xuất gia. Con tận mắt thấy Như Lai siêng tu khổ hạnh suốt 6 năm. Con thấy Như Lai khuất phục các loài ma quỷ, chế phục các ngoại đạo, giải thoát khỏi tất cả các lậu, tham dục thế gian. Cha, vị này đi theo Phật một thời gian dài, có lẽ là một trong những thị giả của Ngài trước đây hay gì đó, hoặc có lẽ chỉ là một trong những vị đầu tiên thấy Ngài rồi theo Ngài, đã giúp Ngài trong cách nào đó. 6 năm ạ, 6 năm, suốt 6 năm. Nương vào giới luật của Phật đã dạy, bao gồm 3.000 oai nghi và 80.000 hạnh vi tế, cả tánh nghiệp và giá nghiệp đều trở nên thanh tịnh, thân tâm còn trở nên tĩnh lặng, và con thành tựu quả vị A-la-hán. Trong hội chúng của Như Lai, con là vị giới sư. Đức Phật đích thân ấn chứng tâm con, thành tâm hành trì giới luật. Con được xem như vị đứng đầu hội chúng. Phật hỏi về viên thông. Con gìn giữ nơi thân cho đến khi thân được tự tại. Sau đó, con gìn giữ tâm ý cho đến khi tâm được thông sáng. Sau đó, thân tâm thể nghiệm viên thông tự tại. Đây là pháp cao nhất. Vậy, giới luật là pháp cao nhất đối với ông. Quý vị gìn giữ thân tâm mình, đừng để chúng thống trị quý vị. Bởi vì thân thể đôi khi ham muốn gì đó mà nó cản trở sự tiến bộ tâm linh của quý vị. Tâm trí đôi khi làm cho quý vị có những ý tưởng vớ vẩn và khiến quý vị chạy khắp nơi vì những thứ mà mình ham muốn, cái gọi là ham muốn của tâm trí. Và ông gìn giữ cả thân tâm qua giới luật của Đức Phật. Vì vậy, đối với ông nghĩ đó là phương pháp chế phục tâm thân. Tánh nghiệp và giá nghiệp là gì mà ông có thể tịnh hóa? Có ai biết không? Tôi không có gì cả. Có lẽ có cây bút. Được, cô Nam Phi nói thân nghe. Thưa sư phụ, tánh nghiệp là nghiệp trực tiếp ràng buộc ông, và giá nghiệp là nghiệp xung quanh ông mà ông thu thập hoặc ông làm việc với nó. Nói lại xem tánh nghiệp là gì? Tánh nghiệp của ông à? Nghiệp là tự ông trực tiếp giải quyết trong chính ông. Ý cô là cho kiếp này à? Dạ. Còn ai khác không? Và giá nghiệp là vì những gì ông thu thập xung quanh mình. Được, tốt. Có nghĩa là không gì có thể ảnh hưởng đến ông nữa. Thậm chí nghiệp của kiếp này, ông cũng có thể chế phục. Như hôm qua tôi nói với quý vị, giả sử quý vị được sinh ra để làm điều gì đó xấu, nhưng bởi vì giới luật, quý vị biết điều gì đúng, điều gì sai, quý vị không làm vậy nữa. Tối thiểu là hành động quý vị không làm, mặc dù quý vị có tư tưởng, có sự thúc đẩy bên trong, nhưng quý vị chế phục được. Và rồi quý vị cũng chế phục đầu óc mình để nó không còn nghĩ như thế nữa. Quý vị cắt đứt ngay lập tức. Khi một điều gì đó không đúng khởi lên trong đầu óc, quý vị cắt ngay. Quý vị không theo nó, quý vị chế phục nó. Dĩ nhiên quý vị cũng chế phục thân thể. Và giá nghiệp là mọi người xung quanh ảnh hưởng tới quý vị. Đúng. Đây, có cây bút để cô ký các giao dịch bất động sản của cô. Bây giờ kinh doanh tốt hơn chưa? Dạ tốt, thưa sư phụ. Ờ, được, được. Tốt. Tôi mừng cho cô. Còn bạn trai cuối cùng thì sao? Anh ta còn với cô không? Dạ không, không có bạn trai, thưa sư phụ. Và bây giờ con vui ạ. Vậy anh ấy cũng không còn với cô. Dạ không ạ. Ờ, tôi biết mà. Tôi nghĩ vậy. Tôi nghĩ anh ấy cũng không lâu dài. Mặc dù cô nói với tôi anh ấy tốt nhất, có thể giúp cô rất nhiều việc, nhưng tôi nghĩ anh ấy cũng sẽ không lâu dài. Ờ, tôi mừng là tôi còn đây. Ít ra là còn được một người trong cuộc đời cô. Thưa sư phụ, Ngài là chân tình của con.
Ồ, tuyệt quá. Sư phụ là chân tình cho tất cả chúng con. Tình cảm làm sao? Cảm ơn cô. Tốt. Bây giờ giá nghiệp, đây là nghiệp mà con người thu thập, cộng nghiệp, những người xung quanh, họ gây rắc rối cho quý vị. Dĩ nhiên có thể làm vậy nếu quý vị không dạy ai. Nếu quý vị một mình tu hành chỉ cho bản thân và có lẽ gián tiếp, tự động, tiện thể ảnh hưởng tới 5, 6, 7 đời của mình. Nhưng nếu là minh sư, thì bất cứ nghiệp nào cũng được phép tới gần quý vị để bám vào quý vị, để truyền sang quý vị, bất kể quý vị là Phật hay không. Thấy đó, thành ra Đức Phật vì đệ tử mà Ngài không có thức ăn suốt 3 tháng, Ngài phải ăn thức ăn của ngựa. Và Chúa Giê-xu phải bị đóng đinh trên thánh giá bởi vì nghiệp của đệ tử và vô số vị minh sư khác nữa. Bất kể minh sư nào, họ đều có nghiệp của đệ tử. Nhưng với các đệ tử thì không sao, không quan trọng. Quý vị không có nghiệp gì cả. Quý vị có thể bị ảnh hưởng chỉ tạm thời, nhưng không có gì quá nghiêm trọng. Công việc này là vậy đấy. Quý vị muốn việc này không? Không, vô cùng sáng suốt. Quý vị thấy vị này, có lẽ sau này thiên hạ gọi ông là đệ nhất trì giới, như Anan là đệ nhất đa văn. Và Văn Thù Sư Lợi, tiếng Anh quý vị nói sao? Văn Thù Sư Lợi là đệ nhất trí huệ. Thí dụ như vậy. Và Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông, vân vân. Người này đệ nhất trì giới, thành ra ông trở thành người truyền giới luật trong nhóm này. Bất cứ ai là người mới, có lẽ ông truyền giới luật, bởi vì ông là vị giữ gìn giới trong hội chúng này. Vậy đó là suy nghĩ của ông, giới luật và chế phục thân tâm. Không để nó hủy hoại, không để nó thống trị mình là một phương pháp. Bây giờ một Kiền Liên liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chân Phật và thưa với Phật rằng, có lần khi con đang trên đường khất thực thì gặp ba anh em Ca Diếp. Ba anh em họ, một người tên là Ưu Lâu Tần Hoa, một người khác tên là Già Gia, còn người cuối tên là Na Đề. Họ đã tuyên giảng cho con ý nghĩa thâm sâu về pháp nhân duyên của Như Lai. Con liền phát tâm và được thông suốt hoàn toàn. Chỉ cần nghe luật nhân quả mà ông quyết tâm đạt được một sự thông suốt hoàn toàn, nghĩa là ông kiên quyết phải đạt khai ngộ. Lúc đó ông phát tâm, bởi vì đôi khi có lẽ ông đã trở thành tỳ kheo của Đức Phật, nhưng ông không hoàn toàn kiên định trong tâm để đạt khai ngộ. Chỉ là quá thoải mái, hằng ngày ngồi dưới chân Phật, nghe Ngài nói chuyện và giảng giải mọi điều và Đức Phật nuông chiều. Cưng hư tất cả tỳ kheo này như con Ngài. Và cũng quá thoải mái. Quý vị biết gì đó và cảm thấy gì đó và quyết tâm để đạt được lại là chuyện khác. Ông biết phải mọi người nên đạt khai ngộ cũng như tất cả quý vị đều muốn thế. Dạ thưa sư phụ, chúng con muốn khai ngộ, nhưng tôi không biết quý vị muốn bao nhiêu. Vậy chỉ vào ngày hôm đó, khi ông đi khất thực và bảo nhiên, ông lắng nghe ba anh em này, giống như trong nhà, cùng các tỳ kheo của Phật, nói về nhân quả, nghiệp quả, nghiệp quả. Đột nhiên vào lúc đó, có lẽ ông cảm thấy sợ. Bỗng nhiên nó khiến ông nghĩ nếu không tu hành tốt, nếu không hoàn toàn khai ngộ, có lẽ như vậy. Mỗi ngày ông coi mọi thứ là hiển nhiên, tôi có Phật rồi, Phật sẽ cứu tôi. Thậm chí không nghĩ như vậy, chỉ là quá thoải mái, chỉ ngồi ở đó không làm gì nhiều. Có lẽ không tòa thiền tốt như quý vị. Quý vị thiền tốt hơn, phải không? Làm sao ông học nhanh như vậy sau khi đi ra ngoài và bắt đầu? Nó chỉ xảy ra như vậy thôi. Như là đôi khi bỗng nhiên, quý vị đã nghe tôi nói bao năm qua,
trên máy vi tính hoặc Internet. Thưa Sư Phụ, Ngài là Phật, bản tánh khai ngộ. Tất cả chúng ta đều phải được kỷ luật, phải đạt khai ngộ. Quý vị nghe và rồi, ồ vâng, được ạ, nhưng quý vị không hiểu. Và bỗng nhiên một ngày nào đó quý vị nghe một câu của tôi, và rồi, ồ, quý vị ngộ ra nó mang lại cho quý vị điều gì đó mà quý vị chưa từng biết trước đây. Hoặc có lẽ một trong các sư huynh sư tỷ của quý vị, họ chỉ trò chuyện về điều gì đó và ngay lúc đó không biết sao, nó khiến họ liễu ngộ điều gì đó, chỉ tình cờ xảy ra. Chúng ta cần rất nhiều nhân duyên để đạt đến mục tiêu mà chúng ta muốn. Cũng như vị tỳ kheo trước đó, ông lắng nghe điều này, lắng nghe điều kia, hoặc bỗng nhiên ông thấy cái này và rồi ông tỉnh ngộ. Không phải vì đi tắm, không phải vì nhà tắm, không phải vì nước, chỉ là cơ duyên đã chín mùi. Rồi thì nó xảy ra, giống như người mẹ cứ cho quý vị uống sữa, và rồi bỗng một ngày nào đó, thôi, quý vị không cần sữa nữa. Hồi nhỏ tôi đập đi xe đạp, tôi cứ ngã đau đầu gối, nhưng một ngày tự nhiên đạp được. Tôi nghĩ là mình không thể, cứ té ngã mãi và xe đạp cứ chạy đi mất. Biết không, xe đạp điều khiển mình, không phải mình điều khiển xe đạp. Nó không đi thẳng, nó đi lung tung. Quý vị biết mà. Khi quý vị thử đi xe đạp lần đầu, bỗng nhiên một ngày nọ tôi đạp được. Chỉ như thế đó, thấy không? Thời điểm, biết chứ? Chỉ là thời điểm, đúng thời điểm. Và có lẽ ba anh em này nói chuyện với nhau về những hậu quả xấu của hành động xấu, như quý vị có thể bị đọa địa ngục vĩnh viễn hoặc đau khổ mãi mãi. Giống như trong một quyển kinh, một kiền liên một ngày nọ, ông cũng phải dẫn một đệ tử của ông đi xem địa ngục, thấy đủ loại đau khổ để thức tỉnh người đó, hiểu không? Bây giờ ba anh em này đang bàn luận có lẽ về điều gì đó rất kinh hoàng xảy ra trong địa ngục. Có lẽ bởi vì chính họ thấy, thành ra nó có ảnh hưởng sâu sắc hơn đối với một kiền liên. Đức Phật nói, phải, nếu không tu hành mà ăn thịt uống rượu, quý vị sẽ đọa địa ngục. Và ai cũng đã biết điều đó. Còn ông thì tới ngày hôm đó mới ngộ ra, trải nghiệm cá nhân từ ba anh em này, bảo ông, ồ trời ơi, hôm qua tôi đã đi địa ngục. Có lẽ không phải đi địa ngục mà địa ngục được mở ra cho tôi thấy cảnh tượng con người chịu khổ đó, tất cả chúng sinh chịu khổ đó, thật không thể tin được. Chỉ không thể chịu nổi, thì ông ngộ ra là đúng thật. Thật sự có địa ngục, và con người, chúng sinh thật sự đau khổ ở đó. Một bước ngoặt trong đời ông. Ông ngộ ra. Vậy nên ông quyết tâm theo đuổi quả vị Phật. Tối thiểu là khai ngộ, bởi rằng ông không muốn bị đọa địa ngục như vậy. Như Lai chấp nhận con, và áo cà sa tự nhiên khoác lên thân con, và tóc con tự rụng. Sau đó, ông đến với Đức Phật để xuất gia. Có lẽ ông chỉ là người tại gia trước đó, đến thăm Phật rồi về. Chỉ tới lui, không quan tâm. Xuất gia để làm gì? Tỳ kheo ăn mỗi ngày một bữa, làm sao tôi chịu nổi? Tôi ở nhà, tôi vẫn có cái này cái kia, tôi ăn ngon và vẫn có thể đạt khai ngộ. Đức Phật không nói rằng tất cả chúng ta phải xuất gia mới đạt khai ngộ và đạt bồ đề. Vậy sao phải bận tâm? Chỉ sau đó ông mới ngộ ra và chạy ngay đến Đức Phật để xin xuất gia. Và áo cà sa có nghĩa là áo choàng lớn, áo choàng bên ngoài cùng của người xuất gia, như chăn mền. Ngày xưa quý vị chỉ choàng nó lên vai, ngày nay họ đính cúc hay gì đó ở đây để nó không rơi xuống. Chỉ là một cái mền mà phần lớn các vị tăng Ấn Độ giáo vẫn dùng. Họ có một cái mền khoác nó trên vai, nên rất tiện lợi. Và các tỳ kheo họ cũng có, họ mang đi khắp nơi. Có thể họ trải trên sàn để ngủ, họ có thể đắp. Hoặc họ có thể che khi tắm trong sông Hằng, để họ không quá khiếm nhã. Hoặc để thay quần áo, đại khái vậy. Cuối cùng cho đến thời nay, ở một số quốc gia, áo cà sa trở thành một thứ phải có, nhưng nó không còn
chức năng thực tiễn đó nữa. Vì lúc đó ở Ấn Độ, quý vị chỉ có một bộ đồ lót, có lẽ miếng vải khác hoặc bộ đồ lót, và bên ngoài quý vị có áo cà sa này, và quý vị khoác lên người từ vai xuống đến tận chân để quý vị đi lại cho đứng đắn. Ngoài ra, khi trời quá nóng, quý vị choàng ngắn hơn. Với nam giới thì dễ dàng, các văn sĩ Ấn Độ giáo họ có cái đó. Có lẽ họ chỉ mặc quần đùi hoặc một cái khố bên dưới. Rồi họ mặc áo cà sa, một số mặc nhiều hơn có lẽ thêm một áo thun màu vàng nghệ hoặc màu hồng. Hoặc có lẽ không. Rồi chỉ quấn nó quanh người và họ dùng nó cho nhiều việc, thậm chí để lọc nước. Họ dùng một góc áo cho nước vào bầu đựng nước hoặc gì đó, hoặc vào bát để lọc. Vào thời xưa, họ làm vậy bởi vì không có phương tiện nào khác, nhất là nếu quý vị là tăng sĩ sống lang thang, làm sao quý vị có thể mang theo đủ loại bộ lọc nước, máy lọc nước. Ở đây, quý vị có nước lọc này nọ sạch, rất tốt. Vậy áo đó gọi là áo cà sa. Và ngày nay, họ làm nó chính thức hơn. Thời xưa, áo cà sa đôi khi sờn rách, và dĩ nhiên các vị tỳ kheo sẽ vá nó bằng miếng vải vá. Và càng nhiều chỗ vá, nghĩa là càng cũ hơn, thì càng thâm niên hơn trong tăng đoàn. Và ngày nay họ đã mai sẵn rất nhiều miếng vá rồi, nhiều, rất nhiều miếng vá trên áo cà sa. Chỉ là tượng trưng, có nghĩa là quý vị đã trưởng thành trong tăng đoàn, rằng quý vị là tăng ni. Nhưng vào thời xưa, đó là một áo choàng rất thiết thực cho tỳ kheo và tỳ kheo ni. Dĩ nhiên, tỳ kheo ni phải mặc nhiều hơn, tỳ kheo thì dễ, chỉ áo đó thôi cũng đủ rồi. Và họ giặt rồi mặc ngay lập tức. Chủ yếu họ chỉ có cái áo đó, họ không có hai cái để thay. Tôi hầu như giống vậy khi còn ở Rishikesh, ngoại trừ là áo màu trắng. Tôi có hai bộ, bởi vì nếu là phụ nữ quý vị bị ướt, nó dính vào người, thì trông không hay. Vậy nếu áo ướt tôi thay, cho nên tôi có hai bộ nhưng rất mỏng, để tôi có thể mang theo. Và dĩ nhiên một ít đồ lót. Vậy tôi chỉ có hai cái áo, tôi giặt và mặc ngay lập tức. Chỉ cần để lên tảng đá và quý vị dùng gì đó quấn quanh người và quý vị ngồi chờ, ngồi thiền. Và khi quần áo khô thì quý vị đi về nhà. Ồ, tôi cảm thấy nhớ thời gian đó. Bao lâu còn sống dọc theo sông Hằng, tôi đã làm những việc này. Tôi không nhớ nổi vì đi quá nhiều nơi. Kiểu sống đó là đời sống của tôi. Thật sự là đời sống của tôi. Tôi rất hạnh phúc. Thậm chí cũng không nghĩ là mình hạnh phúc hay không hạnh phúc. Chỉ không cảm thấy điều gì cả. Chỉ thấy ổn. Chỉ sống cuộc đời mình. Đó là đời sống mà tôi muốn. Và tôi luôn luôn thích lối sống đó. Đó là thời gian hạnh phúc nhất của đời tôi. Điều đó làm con nhớ đến bài thơ Bên Bờ Sông Lặng. À, tôi cũng ngồi bên bờ sông. Và đó là nơi bài thơ bắt nguồn, ca khúc bắt nguồn. Ngoài ra tôi sáng tác bài thơ khác, Mừng Phật Đản, cũng ở bên bờ sông Hằng. Những bài thơ này diễn tả phong cảnh thật, rất thật. À, tôi thật sự thích lối sống đó. Quý vị không biết đâu. Quý vị không biết tôi thích lối sống đó dường nào đâu. Ngày hôm nọ, con nói chuyện với một sư tỷ người Ấn Độ và chúng con nói nếu mình có thể tổ chức bế quan ở Rishikesh hay gì đó. Ý quý vị là tôi à? Hay quý vị, có lẽ chúng ta có thể tìm ra cách, tất cả quý vị à? Dạ. Tôi không biết họ có một nơi lớn như vậy cho quý vị ở Rishikesh hay không. Chỗ đó toàn là núi và một số đạo tràng thì rất nhỏ, có rất nhiều đền chùa. Đền chùa nhưng không phải cho bao nhiêu người ở đây. Các đền nhỏ họ chỉ cho phép quý vị ở lại 3 ngày thôi. Mỗi chỗ nghỉ ở giữa hoặc trong chùa quý vị có thể ở lại 3 ngày. Vì để cho người khác có thể đến bằng không, nếu cứ ở lại đó thì quý vị trở thành chủ chùa và những người hành hương khác không có chỗ. Cho nên quy tắc là tối đa 3 ngày. Thế là đã hiếu khách lắm rồi. Nhưng tôi thích lối sống đó. Tôi không nhớ có thời gian nào, ngay cả trong đời sống lứa đôi, hôn nhân hạnh phúc của tôi mà tôi vô cùng sung sướng như lúc ở Rishikesh. Rishikesh để lại ấn tượng sâu sắc hơn bởi vì tôi ở lại đó lâu và một mình trong nhà nhỏ bằng bùn. Và thật sự sống cuộc đời mà tôi muốn, mặc dù tôi không có nhiều tiền,
Mỗi ngày tôi có thể mua bột, làm vài cái bánh chapati thuần chay cho mình và một quả dưa leo hoặc bơ đậu phộng, thế thôi. Nếu tôi ăn thêm bánh gói thuần chay, thì ngày hôm sau tôi phải bỏ bữa trưa. Bánh gói thì rẻ, nhưng lúc đó tôi không có nhiều tiền. Tiền phải để dành dùng lâu dài vì tôi không biết sẽ ở bao lâu. Bây giờ nghĩ lại đó là thời gian vui sướng nhất của đời tôi, thời gian hạnh phúc nhất. Và nếu bây giờ có thể làm lại lần nữa thì tôi sẽ lại vô vàn hạnh phúc. Tôi tưởng tượng vậy, chắc chắn là vậy. Tôi biết tôi muốn gì, nhưng chúng ta không phải luôn có điều mà mình muốn trong đời. Đời dẫn chúng ta trên những con đường khác nhau, và mình chỉ biết chấp nhận thôi. Điều đó nhắc tôi về chủ đề khác. Một nam đồng tu hỏi tôi chỉ thêm một cái lều nữa và cái này lớn hơn cho ngài, thưa sư phụ, thoải mái hơn. To hơn, lớn hơn, tôi nói không, tôi đã có rồi và tôi vui sướng trong cái lều đó, tại sao phải có cái khác? Anh ấy nói, dạ, chỉ thêm một cái phòng hờ. Tôi nói không, một cái nữa đã là quá nhiều, bởi vì bây giờ tôi đã có rất nhiều thứ. Khi lần đầu tôi đến hang động, tôi vô cùng hạnh phúc, vui sướng. Tôi chỉ có vài bộ quần áo treo trên cây, ở cửa sổ, thậm chí không có chỗ để treo. Tôi thắt nút dây vào giữa, một cánh cửa và một cửa sổ để tạo hình tam giác, chỗ trống để tôi có thể treo vài bộ quần áo. Tôi muốn sống như vậy. Và bởi vì tôi quên là cần đi ra ngoài và xuất hiện trước công chúng, rồi hội thảo này nọ. Vì vậy, họ mang y phục cho tôi, và rồi bởi vì hang động bị dột, ban đầu tôi để quần áo ở chỗ khác, vì tôi không muốn để trong hang động, tôi muốn hang động của mình trống rỗng như vậy đó. Tôi còn không muốn thêm cái ghế bên trong, chỉ ngồi trên cái ghế đẩu đó để tôi có thể dùng nó leo lên cao nếu cần. Nhưng rồi họ mang vào một cái truyền hình lớn cũng tốt, được cái đó tốt cho tôi để đôi khi kiểm tra truyền hình vô thượng sư. Và sau đó, vì các bạn chó, tôi phải chuyển các bạn chó đến chỗ để tôi để quần áo. Trước đó, tôi đã từng sống trong nhà VIP, trong một phòng, và để tất cả quần áo trong đó. Đó là tạm thời trong lần bế quan đầu tiên. Tôi không muốn ở lại đó. Tôi không muốn bất cứ nhà nào. Và có vườn, và cổng khóa kính đủ thứ cả. Sau đó, tôi chuyển đến ngôi nhà khác trống hơn. Nhưng rồi, các bạn chó đến, và họ muốn gặp tôi. Và tôi không muốn đến nhà VIP để gặp các bạn chó. Họ ở trong nhà VIP. Tôi ở hang động. Nên tôi phải chuyển chó đến đó để tôi có thể gặp họ thường xuyên, để xem họ có ổn hay không, họ có được chăm sóc tốt hay không. Mình có thể biết nếu gặp họ thường xuyên. Và mỗi ngày tôi đi đến đó, biến nơi đó thành văn phòng của tôi. Nhưng đó là chỉ khi nào tôi gặp các bạn chó. Khi tôi không gặp các bạn chó thì tôi mang công việc trở lại hang động và làm ở đó. Ngoài ra ở đó có điện, đèn. Họ kéo điện vào trong hang trước khi tôi không có. Nếu tôi không phải làm việc thì cũng không cần điện. Khi mới đến hang động tôi thậm chí không có quạt sưởi này, không có gì hết. Và mùa đông cũng chẳng sao. Nếu kéo khóa, đóng lều lại thì không cảm thấy lạnh. Chỉ mặc thêm ít quần áo hoặc thêm chăn. Họ mang cho tôi ba cái chăn bông loại rất mỏng, kiểu túi ngủ thật sự, nhưng tôi mở toàn ra và làm nó, tôi ghim chúng lại với nhau, ba cái thành một cái mền, bởi vì tôi không muốn phiền hà mang thêm chăn khác hay bất cứ gì vào trong. Tôi dùng cái mền đó như vậy và như thế là ổn. Hơi lạnh nhưng không đến nỗi nào. Khi mệt, mình về nhà chỉ lăn ra như chết. Thiền và thiền rồi lăn đùng ra. Quý vị không cảm thấy thiếu tiện nghi cho lắm. Và rồi dần dần vì công việc, tôi phải chuyển tất cả quần áo trở lại hang động. Và bây giờ, tôi còn có cái tủ bằng nhựa này. Bằng nhựa, cảm tạ Thượng Đế. Thế thôi. Đó là những gì tôi có bây giờ. Không có gì hơn. Vì y phục, để bảo vệ y phục mỏng manh này, như lông thuần chai và tương tự. Vậy, anh ấy còn muốn nhét thêm cái lều đó vào trong hang động. Tôi nói không, đừng đừng, làm ơn đừng khiến tôi hy sinh nhiều hơn nữa. Tôi nói, y phục và cái tủ mà bây giờ chúng ta mới mang vào cho những thứ này trong hang động, đó đã là hy sinh tối đa của tôi rồi, làm ơn đừng thêm gì nữa. Anh ấy không hiểu, vì vậy tôi phải bảo anh ấy, những bộ y phục này và cái tủ đã là sự hy sinh của tôi rồi.
Nên nếu bây giờ anh để cái lều khác ở đây, đó sẽ là một hy sinh lớn hơn. Đừng ép nữa, tôi không muốn. Nếu làm được thì tôi đã ném tất cả ra ngoài và chỉ để lại vài bộ quần áo thế thôi. Rồi tôi sẽ vừa sướng, nhưng tôi không thể, cho nên phải chấp nhận. Vậy chỉ đừng thêm gì nữa. Anh ấy không có ý gì xấu, anh ấy lo lắng cho tôi. Anh ấy thậm chí còn khóc. Thưa sư phụ, sao ngài lại ở trong một nơi nhỏ như thế này? Ta hỏi, nhỏ à? Tôi nhỏ người thế là đủ rồi. Quan tài còn nhỏ hơn. Quan tài khi chúng ta chết còn nhỏ hơn mà vẫn vừa vặn. Sao bây giờ lại lo lắng làm gì? Cái lều ổn rồi, tốt rồi. Vì lều này lớn hơn, không phải là loại tung lên không, rồi nó bung thành lều. Chỉ có loại nhỏ hơn thì có thể làm vậy, và tôi thích thế. Bởi vì tôi không biết cách căng khung như quý vị. Quý vị chuyên nghiệp hơn, quý vị làm vậy hoài, tôi không làm được. Tôi căng một bên thì bên kia lỏng ra. Quý vị biết mấy lều Mông Cổ đó, với những thanh hỗ trợ và quý vị sâu chúng lại với nhau, tôi không bao giờ làm được, tôi sẽ mất cả ngày. Tôi cố định một bên thì bên kia nó rời ra. Họ gọi nó là loại lều lắp ráp trong 10 phút, nhưng lắp hoài không xong. Họ có thanh hỗ trợ như thế này, nhiều thanh và rồi quý vị sâu chúng lại với nhau. Tôi không biết cách, tôi thấy một số đồng tu quý vị làm vậy. Tôi học theo thì có thể, nhưng tôi cắm được một bên, thì bên kia lại đổ. Và cứ thế hoài, nên tôi nói, ồ thôi dẹp, tôi thích những lều mà chỉ cần tung lên và nó tự bung ra. Lều 30 giây. Nên đó là lý do nó nhỏ hơn. Với lều lớn hơn, quý vị phải sâu những thanh hỗ trợ này. Và rồi, nó cứ bị lỏng ra mãi. Hoặc có lẽ tôi đá nó và rồi nó bị lỏng ra. Tôi đã làm được, nhưng rồi lại vụng về. Tôi quay lại thì thấy một đầu khác bị lỏng. Rồi tôi cố định nó và có lẽ tôi ngã xuống hay gì đó. Và có rất nhiều thanh khác đều rơi xuống và rời ra hết. Tôi nói, thôi dẹp, tôi không bao giờ muốn cái lều này nữa. Chúng con cũng dùng lều đó để thiền ngoài trời. Ồ, lều tự bung à? Lều đó tốt nhất. Lều 30 giây. Lều đó tốt nhất, chỉ cần bung ra, không phải làm gì cả. Tôi thích những thứ đơn giản và không phải làm gì. Tôi thích những thứ đơn giản. Tôi cũng không thích đồ nội thất trong nhà. Nên những tủ này để treo y phục đã là mức tối đa mà tôi có thể chịu đựng. Một lều khác nữa, ôi trời, và đây còn là lều lớn hơn. Với những thanh hỗ trợ này, chắc chắn tôi sẽ khổ với nó nhiều ngày. Cho dù tôi thành công, có lẽ sẽ mất 3 ngày. Có lẽ tôi phải dán băng keo, kiểu như sâu nó và rồi dùng băng keo dính buộc lại. Để bảo đảm nó không bung ra, có lẽ tôi sẽ phải dùng cách đó, nên tôi nói, ồ, không, 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 xin đem nó ra ngoài. Nó làm choáng chỗ, cảm thấy rất bừa bộn, không cảm thấy thoải mái. Và lại hang động nữa. Và nó còn là lều màu cam. Vàng rất sáng, không phải thứ mà tôi có thể không thấy. Và hang động trông lớn, nhưng có một cột lớn và đủ thứ bên trong. Họ từng đặt tượng Bồ Đề Đạt Ma và 6 vị tổ thiền tâm Trung Hoa. Bây giờ họ đem tượng đi rồi, bởi vì những tượng này là của người chủ cũ, cho nên vẫn còn loại bột phẳng này ở đó. Tôi dùng chỗ đó để đặt lều của tôi. Nhưng chỗ đó quá nhỏ, lều của tôi nhô ra 4 hướng. Nhưng lều đó đủ lớn cho tôi. Thành ra anh đồng tu khóc, nghĩ rằng hang động quá nhỏ. Không nhỏ đâu, tôi nhỏ người lắm. Tôi cỡ nhỏ bỏ túi, cỡ cho du hành. Rồi, thế rồi ông đã xuất gia. Xuống tóc, có áo cà sa. Con đi 10 phương, không bị chướng ngại. Con phát hiện ra thần thông của con là thần thông được tôn xưng đệ nhất, và con đạt quả vị A-la-hán, nên ông đã thành A-la-hán. Nhưng mặc dù vậy, tưởng tượng được không? Dù vậy, ông không thể bỏ qua việc sử dụng thần thông, mà cuối cùng dẫn ông đến cái chết thảm thương. Ông tiếp tục, không chỉ riêng Thế Tôn, mà 10 phương Như Lai đều tán thán thần lực của con là viên minh thanh tịnh và tự tại vô úy. Phật hỏi về viên thông. Con xoay ý niệm
Trở về bản thể tròn đầy sâu lắng, ánh sáng của tâm được hiển lộ như nước đục lắng trong. Cuối cùng, trở thành thanh tịnh lóng lánh. Đây là pháp cao nhất. Vậy đó là pháp thiền của ông. Bây giờ vị tỳ kheo kế tiếp có câu hỏi nào về phần đó không? Tôi có quên kể với vị điều gì không? Thấy đó, ông đã thấy ánh sáng thiên đàng bên trong. Nếu quý vị thấy ánh sáng thiên đàng nội tại, có nghĩa là quý vị đã câu thông với vật tánh. Điều đó có nghĩa là quý vị đã được khai ngộ. Chỉ thế thôi. Nhưng ông có nhiều hơn. Ông có nhiều hơn là chỉ thấy ánh sáng. Vì vậy Đức Phật ấn chứng cho ông là A-la-hán. Nếu quý vị không thấy ánh sáng, điều đó có nghĩa là quý vị chưa đi đến đâu cả, trừ khi quý vị ở cảnh giới thứ tư và có lẽ ở đó tối một thời gian. Tới khi quý vị dò dẫm xung quanh và thấy ánh sáng của chính mình, thì quý vị sẽ ổn. Vị tỳ kheo kế tiếp, Osho Sakma, đến trước Phật, chắp hai tay, đảnh lễ với chân Phật và thưa với Phật rằng, con vẫn còn nhớ bao nhiêu vô lượng kiếp trước. Ôi trời, chúng ta không ganh à? Chúng ta không ganh sao? Họ luôn luôn nhớ tất cả vô lượng kiếp, nhiều vô kể. Con có tánh tham lam và dục vọng quá mức. Lúc ấy có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, danh hiệu là Không Vương. Ngài nói rằng, người có ham muốn quá nhiều, giống như đống lửa dữ. Ngài dạy con quán tưởng những dòng khí nóng lạnh chạy khắp châu thân. Đó là một pháp khác. Cho nên khi ông thiền, theo pháp mà vị Phật này đã dạy, một ánh sáng thần diệu ngưng tụ ở bên trong và đã chuyển hóa những tư tưởng dục vọng quá mức thành lửa trí huệ. Từ đó, mỗi khi chư Phật triệu con đến, họ đều gọi con là hỏa đầu. Vì ông đã thành công chuyển hóa ham muốn dục vọng của mình thành ánh sáng. Có lẽ vì thế mà đầu ông luôn phát ra ánh sáng. Họ gọi ông là hỏa đầu. Đó là nhiều vô lượng kiếp quá khứ. Do sức hỏa quang chánh định mà con đạt được quả vị A-la-hán. Con phát đại nguyện rằng, hễ khi nào có ai thành tựu Phật đạo, con sẽ làm hiệp sĩ hộ vệ và đích thân khuất phục ma oán. Có lẽ đó là lý do ông ra đời vào thời của Đức Phật, để bảo vệ Đức Phật và đệ tử của Ngài. Có lẽ ông không cần bảo vệ Đức Phật, mà chỉ bảo vệ những vị đệ tử đi theo Đức Phật. Họ chưa đủ mạnh mẽ để khuất phục ma quỷ. Ma quỷ luôn luôn quanh quẩn gần Đức Phật. Thật vậy, chúng làm như thế đó, chúng cũng thích nghe pháp. Nhưng một số ma quỷ rất hung dữ, và nếu đẳng cấp của quý vị không đủ cao, họ có thể làm quý vị sợ hoặc hại quý vị. Họ ảnh hưởng gì đó. Và đó là chưa nói chi về quỷ và ma luôn luôn quanh quẩn gần Đức Phật để gây rắc rối. Gây rắc rối cho đệ tử của Ngài và gián tiếp gây rắc rối cho Đức Phật. Chúng luôn luôn làm vậy. Phật hỏi về viên thông. Còn quán tưởng tỉ mỉ những nơi ấm trong thân tâm cho đến khi chúng lưu thông không ngăn ngại và tất cả các lậu đều được tiêu trừ. Con sinh ra một ánh sáng rực rỡ và tiến lên đến khai ngộ. Đây là pháp cao nhất. Không có gì nhiều mà chúng ta có thể giải thích ở đây, vì vậy tôi không cần lịch. Vị kế tiếp, vị Bồ Tát có danh hiệu là Trì Địa. Danh hiệu ngộ ha. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Có lẽ ông là người chăm sóc mặt đất, nơi mọi người tọa thiền. Đảnh lễ với chân Phật và thưa với Phật rằng, còn nhớ thuở xưa khi Phổ Quang Như Lai xuất hiện, một vị Phật khác rất lâu về trước trên thế gian. Con là tỳ kheo không ngừng làm bằng phẳng cho những con đường lớn. Thảo nào danh hiệu ông là vậy. Ông là kỹ sư địa chất làm đường, bến đò và những chỗ nguy hiểm trên mặt đất, nơi mà tình trạng hư hại có thể cản trở hoặc thương tổn đến xe hoặc ngựa. Còn làm mọi việc từ xây cầu đến kéo cát. Thảo nào danh hiệu của ông là Trì Địa.
cũng giống như thợ kim hoàn, thợ rèn, thợ gỗ, thợ mộc. Phật không có thợ mộc Bồ Tát ở đây, tôi chưa thấy. Nhưng chắc chắn có kỹ sư địa chất ở đây. Con siêng làm những việc khổ nhọc này, trải qua vô lượng chư Phật xuất hiện trên thế gian. Ồ, vậy mỗi khi vị Phật nào xuất hiện trên thế gian, ông cũng xuất hiện để làm cho mặt đất bằng phẳng, bảo trì cầu và sửa đường. Nếu có chúng sinh ở tường và cổng thành, cần người khuân vác đồ vật, con sẽ vác giùm họ đến tận nơi, để đồ vật xuống rồi bỏ đi mà không lấy tiền công. Ông không tính công cho việc đó. Ông giúp rất nhiều người. Vào thời Đức Phật Tỳ Xá Phù, có một nạn đói khắp thế gian. Còn cổng giúp người không kể khoảng cách gần xa. Còn chỉ nhận một đồng tiền. Nếu có xe bò bị lúng bụng, con dùng thần lực của mình mà đẩy bánh xe và đưa nó ra khỏi chỗ đó. Có lần một vị vua thỉnh Phật thọ bữa tiệc chay. Lúc đó, con phụng sự Phật bằng cách làm đường bằng phẳng khi Ngài đi. Tỳ Xá Phù Như Lai xoa đầu con nói rằng, ông nên làm bằng phẳng đất tâm của mình, thì mọi thứ khác trên thế gian sẽ đều bằng phẳng. Tâm con liền được khai mở. Khi Đức Phật nói điều đó, Ngài cũng gia trì cho ông. Vậy, tâm con liền được khai mở, và con thấy các vi trần tạo ra thân thể của con. Không có gì khác biệt với vi trần tạo nên thế giới. Tự tánh của những vi trần này chẳng hề kết nối với nhau. Cho đến lưỡi kiếm cũng không chạm được vào. Hay quá, quý vị biết điều đó chứ? Nguyên tử cũng vậy. Chúng trông như cùng một thể, nhưng chúng đều riêng rẽ. Dù vậy, quý vị không thể chạm vào chúng hoặc không thể tách chúng ra bằng kiếm hoặc lưỡi dao hay gì cả. Ông liền thấy điều đó. Nghĩa là Đức Phật gia trì cho ông có được một thoáng khai ngộ. Vậy, bên trong pháp tánh, con ngộ vô sanh nhẫn của chúng sinh và hiện tượng và đắc được quả vị A-la-hán, con hồi tâm đến mức đi vào những quả vị của Bồ Tát. Nghe Như Lai tuyên thuyết diệu pháp Liên Hoa là tri kiến đẳng cấp Phật, con đã được ấn chứng là đã hiểu biết và là vị trưởng trong chúng hội của hướng đó. Phật hỏi về viên thông. Khi quán tưởng tường tận, thân thể và môi trường, con thấy hai vi trần này giống hệt nhau. Có lẽ ông thấy nguyên tử rằng về cơ bản mọi thứ đều từ Như Lai Tạng. Nhưng những vi trần này phát sinh từ hư vọng. Khi vi trần tiêu sạch, trí huệ được viên mãn, thì người đó đạt được đạo vô thượng. Đây là pháp cao nhất. Vậy, đó là pháp của ông. Quán tưởng thân thể và môi trường và phân chia các nguyên tử. Điều đó có nghĩa là nguyên tử đó được phát hiện trước khoa học. Đúng, những người tu hành, họ biết hết mọi thứ trước khi khoa học thậm chí bắt đầu. Được rồi, có lẽ lần khác nói tiếp. Giờ nghỉ ngơi, tất cả quý vị cũng vậy. Cảm ơn quý chư Phật. Chúng ta nên thật sự cảm ơn các vị minh sư, chư tăng ni, học giả quá khứ, những người đã dành thời gian để ghi chép lại lời dạy của Đức Phật sau khi vị minh sư nhập Niết Bàn, và cả những người trong quá khứ và hiện tại, cư sĩ hoặc chư tăng ni, những vị thật sự tận tâm, hy sinh thời gian và sức khỏe quý báu của họ hoặc trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào để dịch kinh điển, để tôi có thể đọc cho quý vị. Chúng ta phải cảm ơn họ. Chúc họ được ban phước mãi mãi.
bởi tất cả chư Phật quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúc họ công đức vô lượng, mong họ được giải thoát mãi mãi. Cảm ơn quý vị. Không thể tin là tôi nói hàng tiếng đồng hồ không ngừng, không tin được. À, thật đó. Vì thật sự tôi không biết tại sao nữa. Bình thường tôi không thích nói chút nào, thành ra khi nào có thể là tôi tránh gặp mọi người. Cảm ơn tình thương của Ngài. Tôi không biết chuyện gì xảy ra. Tôi không biết đó là tình thương hay là mong muốn của quý vị, hoặc chúng con thật sự có phước. Sư phụ, cảm ơn sư phụ rất nhiều. Để ta nói quý vị lý do. Hôm nọ, có nhớ chúng ta có một bài chú cho người tu hành sau khi Đức Phật vãng sinh không? Ngài nói các ông có thể là Mạng Đà La, dựng một cái chòi hoặc một cái bục, và các ông phải ngồi ở đó 100 ngày, không ngủ, không ăn, không uống, và niệm bài chú nào đó, để các ông cũng có thể đạt khai ngộ, giống như khi Phật còn tại thế. Và bài chú dài khoảng 20 trang, tôi chưa đọc cho quý vị nghe, nhớ không? Và tôi nghĩ tốt hơn là tôi tập đọc chú đó trước ở nhà, nó đã được dịch. Tôi không biết nó có thật sự hiệu nghiệm 100% hay không, cho dù được niệm ngày nay. Với bài chú này, nếu quý vị không gặp Pháp Môn Quán Âm, và quý vị muốn làm vậy theo lời hướng dẫn của Phật, tôi không chắc quý vị có ngồi được 100 phút hay không. Chứ đừng nói là 100 ngày, và rồi không ăn, không uống, không ngủ, và đọc bài chú đó. Tuy nhiên, tôi nghĩ có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ đọc cho quý vị để hoàn tất kinh đó. Nó được cho là cũng có một số lợi ích. Nhưng rồi tôi ráng đọc ở nhà trước, để khi tôi đọc cho quý vị nghe sẽ trôi chảy và không gặp trở ngại. Tôi mới đọc được một nửa đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi rồi. Và hôm sau, đọc nốt nữa còn lại tôi cảm thấy mệt. Một ngày nọ, tôi lại ráng đọc nữa. Tôi đã ráng đọc nhiều lần để tôi quen với nó hơn. Vì đó là thần chú, không phải như tiếng Anh. Mấy từ trong đó không có gì liên hệ với trí thức hoặc lý luận của quý vị. Tôi đã ráng đọc. Tôi chỉ đọc có lẽ một lần. Thế thôi. Tôi đã cảm thấy quá mệt rồi. Tôi đọc lớn tiếng, hiểu không? Chỉ đọc thôi, thậm chí không phải nghĩ. À, quá mệt. Thưa sư phụ, con xin thưa một điều, nói đi. Thưa sư phụ, khi con thọ tâm ấn và đang trên đường đến địa điểm tâm ấn, con cứ cầu nguyện bên trong. Thưa sư phụ, Ngài là Minh Sư, con thành tâm xin sư phụ truyền tâm ấn cho con. Nếu tất cả các pháp tu hành khác được tiếp nối từ tiền kiếp của con mà không có ích cho sự giải thoát và sự tu hành của con, xin Ngài giúp con loại bỏ chúng. Còn đối với những pháp có ích cho chúng sinh, xin Ngài giúp con giữ lại. Con đã từng tụng chú Đại Bi và chú Vãng Sinh Tịnh Độ mỗi ngày, nhưng sau khi con thọ tâm ấn xong ra, con thậm chí không nhớ được một chữ của câu thần chú. Một chữ cũng không nhớ. Dạ, hoàn toàn không nhớ được. Ờ, cô cầu việc đó mà. Nhưng kể từ khi con tu hành, bất cứ điều gì con có được từ chân ngã bên trong chứ không phải từ đầu óc thì vẫn còn đó. Đúng. Cho nên con biết thần chú đó là vô dụng. Ban đầu thần chú có hiệu nghiệm chỉ vì người truyền nó. Nó chỉ hiệu nghiệm khi được truyền với lực lượng. Phải, thật sự là như vậy. Dạ, vì vậy con cảm thấy con đã quên hết mọi thần chú rồi. À, con còn niệm chú ngay trước khi tọa tâm ấn. Con đã từng tụng nhiều bài chú. Hiểu, dĩ nhiên. Có rất nhiều bài chú Phật giáo, nhưng ngay cả những chú đơn giản nhất con cũng quên hết. Quên hết các bài chú à? Dạ, tốt lắm, chúc mừng. Thậm chí quên cả chú Đại Bi đơn giản nhất con cũng quên hết luôn. Chỉ cần nhớ chú đó là đủ tốt. Dạ. Tôi nhớ vài bài chú nhưng không dùng thường xuyên lắm. Tôi không dùng chú. Nhưng khi cho ngạ quỷ ăn, tôi sẽ đọc chú nào đó để làm thức ăn tăng lên nhiều. Nếu tôi có bao giờ dùng chú, chú biến thực, chỉ là cho ngạ quỷ. Những bài chú khác tôi nhớ nhưng tôi không dùng. Cảm ơn cô, hiểu rồi. Cô ấy chỉ muốn nói với quý vị rằng cho dù tôi đọc kinh đó, nếu tôi đọc cho quý vị nghe, nó có thể không hữu ích. Bởi vì trước khi cô ấy thọ tâm ấn, cô ấy cầu nếu có điều gì vô dụng, thì xin loại bỏ hộ cô ấy. Cô ấy cầu sư phụ làm điều đó trước khi tâm ấn, và thật sự cô ấy quên hết tất cả các bài chú. Là Nico, quý vị biết rất nhiều bài chú quý vị phải biết. Quý vị phải biết nhiều bài chú, nhưng sau khi thọ tâm ấn, cô ấy quên hết, thật sự tất cả đã bị xóa sạch như thùng rác. Trong máy vi tính. Thôi, có lẽ tôi sẽ gặp quý vị sau. Cảm ơn sư phụ.
Cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn với đôi chân bị tê và chỗ ngồi chật chội. Quý vị kiên nhẫn, cảm ơn quý vị. Không biết tôi có làm được vậy không? Không biết tôi có thể ngồi đó với đôi chân Tây Phương dài như vậy hàng tiếng đồng hồ hay không? Cảm ơn quý vị. Nhờ sư phụ gia trì. Cô là khác. Cô ấy nói nhờ sư phụ gia trì, nhưng với họ thì dễ dàng, họ ngồi vậy mỗi ngày. Người xuất gia tọa thiền rất nhiều. Ngay cả trước khi gặp tôi, họ đã học pháp thiền nào đó rồi. Nên đối với họ, họ ngồi rất lâu cũng không thành vấn đề. Còn đối với quý vị, tôi thật sự nể, thán phục. Cảm ơn quý vị.